dê quý trời cho. Chương 981, nước không thể nhục. Lâm Thanh Diện đang xem chiến đấu trên lôi đài, lúc này có một bàn tay vỗ vào vai của anh ngoảnh đầu lại nhìn, phát hiện mấy tên vệ sĩ đó của Dương Tư Dĩnh không biết từ khi nào đã đứng đằng sau anh. Trên mặt anh cũng lộ ra tia kinh ngạc, không ngờ lại đụng phải bọn họ ở nơi này. Thằng nhóc, thật không biết nên nói vận khí của cậu tốt hay cậu xui xẻo nữa, không ngờ chúng ta vậy mà còn có thể gặp nhau ở nơi này. Tên vệ sĩ mặt mày đều là ý cười lạnh nói một câu với Lâm Thanh Diện. Các anh muốn làm gì? Lâm Thanh Diện nhìn mấy người này, hỏi một câu. Tên vệ sĩ cầm đầu lập tức hừ lạnh một tiếng, siết chặt nắm đấm của mình, mở miệng nói, làm cái gì? Đương nhiên là thịt cậu. Trên máy bay chúng tôi không tiện ra tay với cậu, nhưng ở đây, không có ai có thể quản chúng ta nữa. Nói xong, tên vệ sĩ đó bèn trực tiếp đấm một cú về phía mặt của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhanh chóng tránh một đấm đó của anh ta, thấy mấy người lên động thủ, anh cũng không định khách khí nữa. Anh nhấc chân, lập tức đạp vào bụng của tên vệ sĩ đó, đạp anh ta ngã ra đất. Mấy người đằng sau thấy vậy, cũng đều lập tức lao về phía Lâm Thanh Diện. Mọi người xung quanh thấy bên này đánh nhau, lập tức nhanh chóng tránh ra, tránh bản thân chịu vạ lây. Mẹ nó, giữ cậu ta lại cho tôi, hôm nay không đánh gãy chân cậu ta, ông đây sau này không làm nghề vệ sĩ nữa. Tên vệ sĩ bị đạp ngã ra đất bò dậy, nhịn đau lần nữa gia nhập trận chiến. Lâm Thanh Diện thấy thế, lại tung một cước đạp vào bụng anh ta. Lần này tên vệ sĩ đó trực tiếp bị đá quỳ trên đất, bụng truyền đến cơn đau dữ dội, dẫn đến anh ta không có sức bò dậy. Mấy tên vệ sĩ này chẳng qua chỉ là thân hình tương đối cường tráng hơn người bình thường mà thôi, thực lực của bọn họ chưa mạnh bằng hai người trên lôi đài, Lâm Thanh Diện tự nhiên sẽ không để bọn họ làm mình bị thương dù chỉ là một chút. Chẳng qua chỉ trong cái chớp mắt, mấy ngừng rên gì. Mọi người xung quanh đều vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, lúc này bọn họ đều quay ai chú ý đến chiến đấu của hai người trên lôi đài kia. Hai người trên lôi đài mặt mày ngây ngốc, dừng đánh, nhìn bên dưới lôi đài. Dương Tư Dĩnh trốn trong đám đông nhìn thấy mấy tên vệ sĩ này của mình vậy mà dễ dàng bị đánh gục như thế, sắc mặt cũng tương đối khó coi. Thật là một đám phế vật, lần này trở về đổi các người, nhiều người như thế vậy mà không đối. Dương Tư Dĩnh cắn răng lẩm bẩm nói. Lâm Thanh Diện sau khi giải quyết xong mấy tên vệ sĩ đó, liếc nhìn xung quanh, lập tức tìm thấy Dương Tư Dĩnh nấp trong đám đông. Dương Tư Dĩnh mau chóng nấp đằng sau người đàn ông cao to, rất rõ ràng ngay cả ánh mắt của Lâm Thanh Diện cũng không dám nhìn vào. Lâm Thanh Diện muốn đi tìm Dương Tư Dĩnh lý luận một phen, cho nên đi về diện đá quỳ xuống đất không đứng dậy được cắn răng đứng lên, gào to một tiếng với bên lôi đài, cậu ta nói muốn khiêu chiến quyền vương của các anh. Còn nói quyền vương của các anh ở trong mắt cậu ta chính là rác rưởi. Sau khi mọi người nghe thấy lời này, bỗng đều bùng nổ phát ra một tràng hoan hô. Có người muốn khiêu chiến quyền vương, bọn họ đương nhiên vui lòng xem. Mặc kệ sẽ không chê to chuyện. Những người này lập tức bắt đầu gào lên bảo Lâm Thanh Diện lên lôi đài đánh một trận với quyền vương, tiếng hô rất lớn, chói tai vô cùng. Lâm Thanh Diện hơi nhíu mày, không ngờ tên vệ sĩ đó vậy mà sẽ tung ra một chiêu như này. Vào lúc này, một người đàn ông thân hình như ngọn núi nhỏ nhảy lên lôi đài, trực tiếp đá hai võ sĩ bên trên xuống. Sau lùng đưa tay ra, giơ một ngón tay cái với Lâm Thanh Diện. Cậu, lên đây, đánh với tôi. Người đó mở miệng. Lúc này người xung quanh lập tức đều hò hét lên, không ít người kích động bắt đầu huýt sáo. Bởi vì người đàn ông như ngọn núi nhỏ đứng trên lôi đài chính là quyền vương thực lực mạnh nhất trong quán bar này. Tất cả mọi người đều mong chờ nhìn Lâm Thanh Diện, hy vọng anh có thể lên đài đánh một trận quyền vương. Bởi vì quyền vương rất ít khi ra tay, bọn họ cũng chỉ là khi vận may tốt có thể gặp phải. Cho nên bây giờ quyền vương có cơ hội ra tay, bọn họ đương nhiên không muốn bỏ lỡ, cho dù Lâm Thanh Diện chỉ lên đài chịu đánh, bọn họ cũng muốn xem. Lâm Thanh Diện không có hứng với anh mà nói, quyền vương này và mấy tên vệ sĩ nằm quằn quại trên đất không có bèn muốn tiếp tục đi về phía Dương Tư Dĩnh. Người nước C quả nhiên đều hèn nhát, lúc này quyền vương đó lớn tiếng hét một câu. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời này, cơ thể lập tức dừng lại. Anh có thể không để ý người khác nhìn anh như nào, nhưng anh tuyệt đối không chịu được có người nói lời nhục mạ nước C. Anh ngoảnh đầu liếc nhìn quyền vương, lạnh giọng nói, anh đây là đang tìm. Sau đó cơ thể hơi nhún, bèn nhảy lên lôi đài. Mọi người thấy Lâm Thanh Diện đã lên lôi đài, bỗng chốc đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn, bởi vì bọn họ lại có cơ hội nhìn thấy quyền vương ra tay rồi.
Tên vệ sĩ thấy Lâm Thanh Diện đã lên lôi đài, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười lạnh, sau đó liền nhìn đau đi về phía Dương Tư Dĩnh. Dương Tư Dĩnh thấy Lâm Thanh cảm thấy Lâm Thanh Diện đây là không biết tự lượng mình. Có điều Lâm Thanh Diện có thể bị thu thập, cô ta tự nhiên vui lòng. Thấy tên vệ sĩ đi tới, Dương Tư Dĩnh bỗng không kiên nhẫn nói, mấy người đừng có đi theo tôi, tự mình mua vé máy bay về đi. Nghe thấy lời này của Dương Tư Dĩnh, mặt mày tên vệ sĩ cũng lộ ra tia ngại ngùng, biết mình vừa rồi quá mất không có tiếp tục ở lại xem, bữa tiệc rượu rất nhanh sẽ bắt đầu, cô ta mau chóng qua đó, sau khi liếc nhìn Lâm Thanh Diện, liền đi vào sâu trong quán bar. Tên vệ sĩ bất lực xoay người, nhìn sang lôi đài, hằn học nói với Lâm Thanh Diện, mẹ nó, đều là vì tên khốn này khiến ông đây mất mặt lớn như thế, hôm nay cậu nếu như bị đánh chết đó mới khiến liếc nhìn quyền vương đó. Lạnh giọng nói, một chiêu, để anh biết sự mạnh mẽ của nước C tôi. Quyền vương bỗng bật cười một tiếng, mở miệng nói, nước C các người chẳng qua chỉ là một đám hèn nhát mà thôi, tên oát con như cậu, một cái tát của tôi thì cậu chắc không gặp thượng đế rồi. Lâm Thanh Diện không có nói nhảm, bày ra một tư thế với quyền vương, lạnh lùng nói, nước nghiêm của nước C tôi. Quyền vương nhếch môi, sau đó bay nhanh về phía Lâm Thanh Diện, dự định mau chóng giải quyết Lâm Thanh Diện. Để mọi người biết sự yếu ớt của người nước C. Khoảnh khắc quyền vương lao về phía Lâm Thanh Diện, một quyền của Lâm Thanh Diện đã đánh ra, đánh thẳng vào lồng ngực rắn chắc của quyền vương. Quyền vương còn chưa có phản ứng, cơ thể đã bay ra sau lôi đài. Chương 982, xin lỗi. Tất cả mọi người đều mong chờ quyền vương thi triển thân thủ sau khi nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Bọn họ đều trợn to mắt của mình. Khó thể tin khi nhìn cơ thể của quyền vương bay ra ngoài, khoảnh khắc này dường như cả thế giới đều lặng đi. Tên vệ sĩ còn đang mong chờ quyền vương đánh Lâm Thanh Diện thành đầu heo, cộng thêm tư thế trợ uy đều đã bày ra rồi, chỉ đợi quyền vương ra tay. Nhưng anh ta thế nào cũng không ngờ, chiến đấu còn chưa bắt đầu, quyền vương đã bị một quyền của Lâm Thanh Diện đánh cho bay ra khỏi lôi đài. Chuyện này sao có thể, thằng nhóc đó, thế nào lại lợi hại như thế? Tên vệ sĩ lẩm bẩm với chính mình, mặt mày sốc nặng. Người của thành phố Mers cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng này, ở trong ấn tượng của bọn họ, quyền vương chính là sự tồn tại vô địch, tuy nhiên bây giờ lại bị một tên nhỏ con, một kẻ tùy tiện trong số bọn họ có thể hơn, đánh bay. Chỉ một quyền vương của bọn họ thậm chí chưa có phản ứng đã bị đánh bay ra khỏi lôi đài. Phải biết thể hình của quyền vương này cho dù ở trong số người nước xa cũng tính là sự tồn tại của cự nhân. Cộng thêm cơ bắp rắn chắc trên người quyền vương, muốn một chưởng đánh bay anh ta, nghĩ thôi cũng biết uy lực của một quyền đó của Lâm Thanh Diện lớn cỡ nào. Hồi lâu, mới lục đục có người phản ứng lại, bắt đầu kinh ngạc cảm thán trước sự cường đại của Lâm Thanh Diện. Đây cũng quá lợi hại rồi, quyền vương ở quán bar này là sự tồn tại vô địch, vậy mà bị một quyền của thằng nhóc nước C hạ gục rồi. Trước đây tôi luôn cảm thấy người nước C rất yếu, không ngờ bọn họ trông mong manh trước gió. Vậy mà có thể bạo phát lực lượng khủng khiếp như này, xem ra sau này gặp người nước C, phải khách khí một chút rồi. Không ngờ công phu của nước C vậy mà là thật, một quyền vừa rồi cậu ta có thu đồ đệ không, nếu như thu, tôi nhất định phải bái cậu ta làm thầy. Sau khoảng thời gian, một lúc lâu, mới cảm nhận bản thân có thể hít thở lần nữa, mau chóng mở to miệng bắt đầu hít thở. Người ở đây nhìn thấy một quyền của Lâm Thanh Diện đánh bay anh ta, chẳng qua chỉ nhìn thấy một chút lông tơ. Chỉ có trong lòng anh ta rõ nhất một quyền đó rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Hơn nữa anh ta có thể cảm nhận rõ được, một quyền này của ta có thể nhận ra Lâm Thanh Diện đã lưu thủ, nếu như Lâm Thanh Diện toàn lực ra tay, anh ta bây giờ sợ rằng đã tắt thở rồi. Sau khi từ trên đất bò dậy, quyền vương mặt mày kính nể liếc nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó khom người với anh, lớn giọng nói, xin lỗi, tôi trước đó không nên nói như thế, là tôi quá tự cao. Người xem xung quanh lần nữa sôi sục rồi. Mọi người, xin lỗi Lâm Thanh Diện. Điều này thật sự nói rõ, một quyền vừa rồi của Lâm Thanh Diện không phải vận khí tốt, mà thật sự rất lợi hại, ngay cả quyền vương cũng bị đánh cho tâm phục khâm phục. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt kính sợ với Lâm Thanh Diện, từ đó về sau, bọn họ tuyệt đối không dám khinh thường bất kỳ người nước C nào nữa. Lâm Thanh Diện thấy thái không tính tiếp tục tính toán với anh ta, trực tiếp từ trên lôi đài nhảy xuống. Mọi người lập tức nhường một đường cho Lâm Thanh Diện. Không có ai dám ngăn cản. Lâm Thanh Diện không để ý ánh mắt của người xung quanh, cảnh tượng như này, anh từng thấy quá nhiều rồi. Nghĩ đến bữa tiệc rượu của Thẩm Tuấn Văn chắc cũng sắp bắt đầu rồi, Lâm Thanh Diện đi sâu vào trong quán bar.
Tên vệ sĩ đó nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi vào trong đó, trên mặt lộ ra tia thất thần. Thì ra, tôi ở trong mắt cậu ta chỉ là một trò cười, ngay cả quyền vương ở trong tay cậu ta, đều chỉ có thể kiên trì một chiêu, tôi ở được mặt cậu ta tính lại cái gì chứ? Sau vọng xoay người đi ra bên ngoài quán bar. Trong phòng bao cao cấp của quán bar, Thẩm Tuấn Văn mấy người ngồi xuống, bọn họ mặt mày đều cung kính nhìn Thẩm Tuấn Văn, nói ít chuyện với nhau. Những người này đều là nhân viên liên quan đến bộ phim mới lần này của Thẩm Tuấn Văn, có thể nói Thẩm Tuấn Văn nắm mạch phát triển của bọn họ bắt buộc phải nịnh nọt Thẩm Tuấn Văn. Lúc này cửa phòng bao bị mở ra, Dương Tư Dĩnh ý cười trên mặt từ bên ngoài đi người, nhất là Thẩm Tuấn Văn. Có điều cô ta không có giống như những người khác biểu hiện quá xu nịnh, mà kìm giữ rất tốt. Mọi người thấy Dương Tư Dĩnh đến, bầu không khí rõ ràng trở lên nóng lên, bất luận khi nào, mỹ nữ đều có thể làm nóng bầu không khí. Thẩm Tuấn Văn không có nói nhảm, mở miệng nói với mọi người, bữa tiệc lần này tôi còn mời một nhân vật rất quan phải là những người như chúng ta có thể tưởng tượng, cho nên lát nữa sau khi vị này đến, hy vọng mọi người có thể nhiệt tình một chút. Mọi người đều nhanh chóng gật đầu, người có thể khiến Thẩm Tuấn Văn coi trọng như thế, chắc chắn không phải là người bình thường. Dương Tư Dĩnh đảo mắt, trong lòng nghĩ Thẩm Tuấn Văn cảm thấy người này rất quan trọng, nhất định rất lợi hại, lát nữa giao một phen. Thẩm Tuấn Văn vừa nói xong không lâu, cửa phòng bao lần nữa bị người ta đẩy ra. Người đi vào chính là Lâm Thanh Diện. Chương 983, người nên cút ra ngoài là cô. Mọi người đều ngoảnh đầu nhìn về phía cửa, Dương Tư Dĩnh tưởng là vị nhân vật quan trọng mà Thẩm Tuấn Văn nói đến rồi, mau chóng đưa tay chỉnh lại mái tóc của mình, cơ thể ngồi thẳng lên một chút. Có điều sau khi cô ta nhìn thấy người đi vào là Lâm Thanh Diện, bỗng dưng ngây ra. Trong đầu cô ta một suy nghĩ đầu tiên xuất hiện, chính là Lâm Thanh Diện đến gây chuyện với cô ta. Cô ta tự nhiên không thể cho rằng Lâm Thanh Diện chính là nhân vật lớn mà Thẩm Tuấn Văn nói. Bữa tiệc rượu hôm nay đối với cô ta mà nói rất quan trọng, không thể có bất kỳ sai sót, cô ta vốn dĩ còn tưởng Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ bị quyền vương đó đánh cho không dậy nổi, không ngờ anh vậy mà nhanh như thế đã đi theo đến đây. Cho bên cô ta bắt buộc phải giải quyết phiền phức này, nếu không sẽ ảnh hưởng đến bữa tiệc rượu hôm nay, đừng nói vai nữ chính trong bộ phim mới của Thẩm Tuấn Văn cô ta không lấy được, sợ rằng sau này sẽ nảy sinh ảnh hưởng nhất định đến con đường nghệ thuật của cô ta. Cô ta nhanh chóng đứng dậy, nhíu mày nhìn Lâm Thanh Diện, cắn răng nói, anh chưa thôi phải không? Vậy mà đi theo tôi đến đây. Tôi bây giờ không có thời gian để ý đến anh, chuyện của anh tôi sẽ cho anh giải thích, tôi bây giờ còn chuyện rất quan trọng. Anh ra ngoài đợi tôi trước, đợi việc của tôi xử lý xong tôi sẽ đi tìm anh. Nói xong, Dương Tư Dĩnh bắt đầu đẩy Lâm Thanh Diện đi ra ngoài. Lâm Thanh Diện mặt mày ngây ngốc, anh căn bản không ngờ Dương Tư Dĩnh sẽ xuất hiện ở đây. Lúc đó anh ta quả thật là muốn tìm Dương Tư Dĩnh lý luận một phen. Nhưng sau khi giao thủ với quyền vương, anh cảm thấy bản thân chắc không tìm thấy Dương Tư Dĩnh, cho nên ném chuyện này ra sau đầu. Không ngờ anh vậy mà ở trong phòng bao Thẩm Tuấn Văn đặt gặp được Dương Tư Dĩnh. Hơn nữa Dương Tư Dĩnh vừa thấy anh thì đuổi anh ra ngoài, làm anh có hơi mơ hồ. Thẩm Tuấn Văn vừa rồi nhìn thấy Lâm Thanh Diện bước vào, vốn muốn giới thiệu với mọi người, nhưng ông ta còn chưa mở miệng, Dương Tư Dĩnh đã đứng dậy trước. Hơn nữa vậy mà còn muốn đuổi Lâm Thanh Diện ra ngoài, làm ông ta mặt mày cũng nghi hoặc. Ông ta vội vàng đứng dậy, đi đến bên Dương Tư Dĩnh, mở miệng hỏi cô làm gì thế? Dương Tư Dĩnh ngoảnh đầu nhìn Thẩm Tuấn Văn. Mặt mày ái ngại mở miệng nói, đạo diễn Thẩm, người này là đến khúc mắc với anh ta, tôi không ngờ anh ta lại tìm đến nơi này, tôi bây giờ đuổi lúc tôi có chuyện quan trọng, nhân cơ hội muốn tống tiền tôi, có điều tôi sẽ không bị anh ta uy hiếp đâu, tôi sẽ xử lý. Lâm Thanh Diện có hơi cạn lời, mở miệng nói, tôi không có hứng tống tiền cô. Dương Tư Dĩnh lập tức trừng mắt với anh, mở miệng nói, anh im miệng cho tôi, anh bớt ở đó giả bộ cho tôi, anh có tâm tư gì lẽ nào tôi còn không nhìn. Đây đều là nhân vật lớn có thân phận, anh cũng không chọc nổi ai đâu, anh mau chóng cút ra ngoài cho tôi. Sắc mặt của Thẩm Tuấn Văn bỗng chốc trở lên vô cùng xanh mét, Dương Tư Dĩnh này vậy mà kêu thiếu chủ quan lĩnh cút ra ngoài, thật sự quá vô pháp vô thiên rồi. Hơn nữa ông ta cũng không tin Lâm Thanh Diện sẽ đi tống tiền một nữ ngôi sao có chút danh cái gì mà không có. Anh căn bản không thể đi làm loại chuyện tự hạ thấp thân phận như này được. Cô bảo ai cút ra ngoài? Tôi thấy người nên cút ra ngoài là cô, Thẩm Tuấn Văn quát Dương Tư Dĩnh một câu. Dương Tư Dĩnh trong nháy mắt ngây ra, không ngờ Thẩm Tuấn Văn đột nhiên lại nổi giận với cô ta. Đạo diễn Thẩm, anh ta,
Giọng của Dương Tư Dĩnh lập tức yếu đi. Anh ta gì mà tôi nói vừa rồi, cô vậy mà dám kêu cậu ấy cút ra ngoài, tôi thấy cô thật sự cảm thấy mình quay được mấy bộ phim nát thì ai cũng dám đắc tội. Thẩm Tuấn Văn tức giận nói. Dương Tư Dĩnh lập tức ngốc trệ, khó tin nhìn sang Lâm Thanh Diện, không ngờ Lâm Thanh Diện vậy mà chính là nhân vật lớn trong miệng Thẩm Tuấn Văn. Thì ra người ta không phải đến tìm mình, tự cô ta nghĩ nhiều rồi. Sau khi làm rõ sự tình, gương mặt của Dương Tư Dĩnh bỗng trở nên ngượng ngập, trong lòng kêu xong đời rồi. Cô ta đâu ngờ được, tên khốn gặp phải trên máy bay vậy mà là nhân vật lớn mà Thẩm Tuấn Văn cũng phải cung kính đối đãi. Lần này cô ta muốn lấy vai nữ chính trong bộ phim mới của Thẩm Tuấn Văn, chỉ sợ không có hy vọng rồi. Thẩm Tuấn Văn nhìn sang Lâm Thanh Diện, mặt mày không ngờ sẽ xảy ra chuyện như này, tôi sẽ xử lý tốt, cậu ngồi trước đi. Lâm Thanh Diện vậy, mau chóng xin tha với Lâm Thanh Diện, thưa anh, xin lỗi, đều là lỗi của tôi, là tôi quá cho mình là đúng, xin anh mở cho một đường, tôi thật sự không phải cố ý. Thẩm Tuấn Văn lườm cô ta, lạnh giọng nói, đừng gào nữa. Bữa tiệc rượu hôm nay cô không cần tham gia nữa, cô mau chóng ra ngoài. Dương Tư Dĩnh mặt mày tuyệt vọng, cô ta vốn dĩ có lòng tin dành cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như này. Nếu như sớm biết Lâm Thanh Diện có thân phận như thế, nói cái gì cô ta cũng sẽ không xung đột với Lâm Thanh Diện ở sân bay. Đạo diễn Thẩm, cầu xin ông cho tôi thêm một cơ hội, tôi hôm nay đến bàn bạc vai nữ chính trong bộ phim mới của ông, tôi vì vai nữ chính lần này đã chuẩn bị rất nhiều, cầu xin đạo diễn cầu xin. Thẩm Tuấn Văn lạnh lùng nhìn Dương Tư Dĩnh, vốn dĩ ông ta định để Dương Tư Dĩnh diễn vai nữ chính trong bộ phim mới, nhưng Dương Tư Dĩnh chọc giận Lâm Thanh Diện, cho dù có thích hợp hơn, ông ta cũng không thể để Dương Tư Dĩnh đi diễn vai nữ chính. Cô ra ngoài trước đi, chuyện vai diễn, đợi chúng tôi quyết định sẽ thông báo cho cô. Thẩm Tuấn Văn mở miệng. Dương Tư Văn không có trực tiếp từ chối, nhưng người tinh mắt đều có thể nhìn ra, cô ta với vai nữ chính lần này đã không có duyên phận gì nữa. Cô ta cũng không thể tiếp tục bám víu quậy phá ở đây, như thế sẽ chỉ chọc Thẩm Tuấn Văn càng không vui. Được ạ, vậy tôi đi ra ngoài trước. Dương Tư Dĩnh nói một câu, sau đó nhìn Lâm Thanh Diện ngồi trên sofa, cúi đầu khỏi, mọi người đều trao đổi ánh mắt, biết hôm nay chỉ cần có thể dỗ Lâm Thanh Diện vui vẻ, bọn họ sau này hợp tác với Thẩm Tuấn Văn mới có thể càng ổn định, vì thế đều nhiệt tình chào hỏi Lâm Thanh Diện. Không có một ai lại ngờ Dương Tư Dĩnh sẽ vì chuyện lần này mà rơi vào kết cục như này. Thẩm Tuấn Văn ngồi bên cạnh Lâm Thanh Diện, sau khi bày tỏ hỏi Dương Tư Dĩnh rốt cuộc đã làm gì. Lâm Thanh Diện bèn kể một lượt sự việc đã xảy ra với Dương Tư Dĩnh ở sân bay và trên máy bay. Sau khi mọi người nghe thấy, đều bắt đầu lên án Dương Tư Dĩnh, chỉ trích từng vấn đề của cô ta. Thẩm Tuấn Văn trầm ngâm gật đầu, nói thật không ngờ Dương Tư Dĩnh này vậy mà là một người như thế, may mà lần này không của bản thân tôi cũng bị cô ta ảnh hưởng. Lần này thật sự nhờ có cậu chủ, tôi kính cậu chủ một ly. Chương 984, Andre Fini. Bữa tiệc rượu tiến hành được một nửa, mọi người đều uống rất tận hứng, Lâm Thanh Diện chỉ thỉnh thoảng uống với bọn họ, dù sao chuyện trong ngành giải trí, anh cũng không hiểu, không biết nói cái gì. Anh đến đây cũng chỉ là vì giết thời gian, nghe Thẩm Tuấn Văn nói bí mật và thông tin đen của vài ngôi sao trong giới giải trí, cảm thấy cũng coi như thú vị. Nếu không phải từ trong miệng Thẩm Tuấn Văn nghe được, anh tuyệt đối không ngờ đằng sau hào quang của những ngôi sao đó, vậy mà còn có nhiều người chống lưng như thế. Không lâu sau, cửa phòng bao bị người ta đẩy ra, mọi người đều ngoái đầu nhìn, phát hiện một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy dài cổ điển, tóc dài mắt xanh đứng ở cửa. Đằng sau cô gái đó còn có một người đàn ông giống quản gia ôn hòa, cùng một vệ sĩ khí thế lăng lệ. Mọi người đều thấy hơi lạ nhìn ba người ở cửa, không biết bọn họ đến làm gì. Thẩm Tuấn Văn đứng dậy, nhìn chằm chằm ba người đó, mở miệng hỏi, ba vị, không biết các người là. Cô gái tóc vàng mắt xanh đó trực tiếp phớt lời Thẩm Tuấn Văn, đưa tay chỉ vào Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, chính là anh ta. Lâm Thanh Diện thấy là lạ, anh căn bản không biết cô gái này, không biết cô gái này tại sao lại chỉ vào anh. Người đàn ông trông như quản gia đứng ở đằng sau cô ta bước lên một bước, mỉm cười nói với Lâm Thanh Diện, thưa anh, cô chủ nhà chúng tôi mời anh uống cùng một ly rượu. Không biết anh có thời gian không? Xin lỗi, tôi không quen các người. Lâm Thanh Diện trực tiếp mở miệng. Vào lúc này, Thẩm Tuấn Văn đột nhiên trợn to mắt, nhìn người giản gia đó nói, ông là quản gia của gia tộc Andre. Người quản gia đó ngoảnh đầu nhìn Thẩm Tuấn Văn, sau đó cũng mỉm cười nói, thì ra là ông Thẩm, không ngờ ông cũng ở đây, thật là trùng hợp.
vị này chắc là bạn của ông nhỉ, cô chủ nhà chúng tôi muốn cùng uống ly rượu với anh ta, vẫn mong ông Thẩm giúp đỡ. Thẩm Tuấn Văn lập giọng nói, cậu chủ, ba người bọn họ là người của gia tộc Andre, đó là quản gia của gia tộc Andre. Gia tộc Andre ở nước xa có lực lượng tương đối cường đại, người của gia tộc bọn họ ở trong các giới, thậm chí là trong chính phủ, đều có địa vị rất cao. Nhất là ở thành phố Mers, gia tộc Andre chính là bá chủ của nơi này. Chúng ta tuy ở đây cũng có lực lượng nhất định, nhưng so với gia tộc Andre, kém hơn rất nhiều, đương nhiên rồi, trọng tâm của chúng gia tộc Andre so với quan lĩnh vẫn kém rất nhiều. Lâm Thanh Diện gật đầu, sau đó nhìn cô gái tuổi tác chắc chỉ hơn 20 tuổi, so với người cùng tuổi thì xinh xắn dễ thương hơn, nhưng thân hình lại phát triển đáng kinh ngạc, mở miệng hỏi cô tại sao muốn tìm tôi. Vừa rồi một quyền của anh đã đánh quyền vương, tôi trước giờ chưa từng gặp người nào lợi hại như thế, cho nên đi theo tôi, chúng ta còn cả đêm dài để nói chuyện. Andre Phi Nhi nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Lâm Thanh Diện bỗng chốc có hơi không biết nên khóc hay nên cười, không ngờ cô gái này vậy mà là vì một quyền của mình đánh bại quyền vương, bây giờ mới tìm đến đây. Có điều phòng đã bao là có ý gì, còn cả đêm dài để nói chuyện. Con gái nước xa không thể đáp ứng. Lâm Thanh Diện trực tiếp từ chối cô ta. Phi Nhi trợn to mắt, rất không hiểu nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi tại sao. Bọn họ trước giờ sẽ không từ chối yêu cầu của tôi, anh tại sao muốn từ chối? Lâm Thanh Diện nhún vai, trong lòng nghĩ đây chắc lại là một cô chủ được chiều hư, nói chuyện đều là dáng vẻ ra lệnh cho người khác. Bởi vì tôi còn có rất nhiều, lấy lực lượng của gia tộc các cô, muốn tìm được một người có thực lực mạnh mẽ chắc không khó, cô vẫn là đi tìm người khác đi. Lâm Thanh Diện mở miệng. Người quản gia đó liếc nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, thưa anh, cô chủ chúng tôi từ nhỏ đối với chiến đấu có lòng yêu thích rất sâu, cô ấy đặc biệt thích võ đạo của nước C các anh. Thật ra vị quyền vương trong quán ba chính là do cô chủ của chúng tôi bồi dưỡng ra, nhưng cô chủ luôn cho rằng đây không phải là sự mạnh mẽ chân chính. Mãi đến hôm nay gặp được anh, cô chủ chúng tôi vừa nhìn đã nhận định, anh chính là cường giả chân chính. Cô chủ đối với nên vẫn hy vọng anh có thể nể mặt giao lưu với cô chủ của chúng tôi. Gia tộc Tuấn Văn ở một bên liếc nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó nhỏ giọng nói, cậu chủ, hay là... cậu đi nói chuyện với cô ấy. Cô cả của gia tộc Andre ở thành phố Mers là mỹ nữ nổi tiếng, chuyện này, chúng ta chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Lâm Thanh Diện ngoái đầu lườm ông ta, mở miệng nói, muốn nói chuyện tự ông đi mà nói. Thẩm Tuấn Văn bỗng lộ ra nụ cười ngại ngùng, không liếc nhìn người quản gia và Phi Nhi. Nói các người cũng nhìn thấy rồi, tôi đang uống rượu cùng với bạn của tôi, cho nên các người vẫn là đi tìm người khác đi. Quản gia cũng có hơi bất lực, tuy gia tộc Andre ở thành phố Mers có quyền thực rất lớn, nhưng bọn họ cũng đều là người có giáo dưỡng, sẽ không bức ép người khác làm cái gì. Cô chủ, nếu đã như thế, chúng có thể gặp được cao thủ nguyện ý giao lưu với cô chủ. Quản gia mở miệng hỏi. Phi Nhi không rời mắt khỏi Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, không cần. Anh ta chính là người mà tôi muốn tìm. Nếu anh không muốn đi cùng tôi, vậy tôi cũng ở lại đây, cùng anh uống rượu. Nói rồi, Phi Nhi trực tiếp đi đến chỗ Lâm Thanh Diện, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lâm Thanh Diện. Người xung quanh đều Phi Nhi. Lâm Thanh Diện có hơi bất lực nhìn cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh mình, không hiểu cô gái này phong thái chính là công chúa, tại sao lại có hứng thú với võ đạo nước C. Sau khi Phi Nhi ngồi xuống, đưa một tay trống trên cằm của mình, nghiêm túc chăm chú nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện bị nhìn chằm chằm có hơi không thoải mái, bèn mở miệng nói, những chuyện chúng tôi ở đây cũng không chen lời được, tôi thấy cô vẫn là đi đi. Tôi không để tâm, Phi Nhi mặt mày bình tĩnh nói, tôi có thể biết tên của anh sao? Lâm Thanh Diện bất lực thở dài, nói, Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, Phi Nhi nhẩm vài lần trong miệng, dường như muốn khắc cái tên này vào tận đáy lòng của mình. Rất vui khi được quen biết anh. Tôi tên Andre Phi Nhi, anh có thể gọi tôi là Phi Nhi. Chương 985, Duyên Phận. Bầu không khí trong bữa tiệc rượu, bởi vì Phi Nhi đến, mà trở lên rất cổ quái, mọi người không thể tự nhiên ăn uống như trước, sự chú ý chung quy đều đặt trên người Lâm Thanh Diện và Phi Nhi. Lâm Thanh Diện mặt mày đầy sự bất lực, người ta cứ ở đây không chịu đi, Lâm Thanh Diện cũng không thể đuổi cô ta đi được. Phi Nhi giống như bị ma ám, trong mắt chỉ còn lại Lâm Thanh Diện. Căn bản không để tâm cách nhìn của người khác đối với cô ta. Là cô cả của gia tộc Andre, tư duy của cô ta với người bình thường đều có sự khác biệt rất lớn. Phi Nhi hỏi Lâm Thanh Diện rất nhiều vấn đề liên quan đến võ đạo nước C,
Lâm Thanh Diện tùy ý đáp vài câu, nói một vài thứ cơ bản nhất về võ đạo nước C. Phi Nhi vô cùng kinh ngạc, cảm thấy những điều Lâm Thanh Diện nói đều là chân lý vô thượng, khiến Lâm Thanh Diện thật sự có hơi cạn lời. Lâm Thanh Diện mượn cơ hội này hỏi Phi Nhi tại sao cố chấp với người có thực lực mạnh mẽ như thế. Phi Nhi giải thích cô ta từ nhỏ thể suy nhược lắm bệnh, thiếu cảm giác an toàn, cho nên mới nghĩ nếu như có thể tìm được một người có thực lực mạnh mẽ, để anh ta truyền thụ bản lĩnh cho mình, thay đổi thể chất yếu ớt lắm bệnh của cô ta. Đương nhiên, cô ta còn nói một cách khác có thể cho cô ta cảm giác an toàn, đó chính là gả cho một người đàn ông có lực lượng cường đại. Bất luận từ mặt nào nhìn vào, Lâm Thanh Diện đều rất phù hợp với tiêu chuẩn trong lòng cô ta. Lâm Thanh Diện nghe lời giải thích của Phi Nhi, không những không có nảy sinh bất cứ sự đồng tình nào với cô ta, dù sao có loại cảm giác muốn tránh thật xa. Bọn họ cũng chưa nói được mấy câu, Phi Nhi vậy mà đã bắt đầu nói loại chuyện muốn tìm một người có cảm giác an toàn để kết hôn, điều này khiến Lâm Thanh Diện rất không thích. Anh không muốn chọc phiền phức, cho nên trong lòng luôn hy vọng Phi Nhi có thể mau chóng rời khỏi. Nhưng Phi Nhi giống như bị Lâm Thanh Diện mê hoặc, ngay cả Lâm Thanh Diện cầm ly rượu uống một ngụm cũng phải khen ngợi anh một phen. Nếu không phải Thẩm Tuấn Văn đã giải thích cô ta là cô chủ của gia tộc Andre, Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ đối đãi với cô ta như người bị thần kinh. Cuối cùng, bữa tiệc rượu đi vào hồi kết, Thẩm Tuấn Văn và những bạn bè của ông ta cũng dần dần đứng dậy từ biệt, Lâm bên ngoài phòng bao. Cậu chủ, tôi đưa cậu về. Thẩm Tuấn Văn gọi với theo Lâm Thanh Diện. Không cần, lại, trực tiếp ra khỏi phòng bao. Phi Nhi ngây người nhìn Lâm Thanh Diện vội vàng rời khỏi, hồi lâu, lẩm bẩm một câu, người đàn ông này, ngay cả bóng lưng cũng mê người như thế. Quản gia đi đến trước mặt Phi Nhi, mở miệng nói, cô chủ, không biết cô chủ đã có thu hoạch chưa? Thu hoạch được rất nhiều. Phi Nhi đáp. Vậy chúng ta còn cần đuổi theo cậu ta không? Quản gia mở miệng hỏi. Không còn gặp nhau, Phi Nhi không có cố chấp đuổi theo Lâm Thanh Diện nữa. Đối với phương diện này, Phi Nhi vẫn có hơi tin vào thứ như duyên phận, cô ta tin giữa mình và Lâm Thanh Diện là có duyên phận rất sâu. Lâm Thanh Diện vừa đi ra khỏi phòng bao thì nhìn thấy Dương Tư Dĩnh luôn đợi ở bên ngoài. Dương Tư Dĩnh thấy Lâm Thanh Diện đi ra, vội vàng đi tới, mở miệng nói, xin anh mở cho một đường, cho tôi thêm một cơ hội. Lâm Thanh Diện lúc này căn bản không có tâm tư để ý đến cô ta, trực tiếp mở miệng nói, tôi phải về rồi, đừng cản đường của tôi. Nói xong, anh ta rảo bước đi về phía trước. Lúc này Phi Nhi và quản vệ với vệ sĩ từ bên trong đi ra, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng Dương Tư Dĩnh cản Lâm Thanh Diện. Phi Nhi lập mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, là người của Andre Phi Nhi tôi, hy vọng cô sau này có thể cách anh ta xa một chút. Dương Tư Dĩnh mặt mày cổ quái nhìn Phi Nhi, không hiểu người này thế nào đi tới nói loại lời này với cô ta. Cô có bệnh à, dựa vào đâu bảo tôi cách anh ta xa ra một chút. Dương Tư Dĩnh không khách khí nói một câu. Nếu như thật sự cần thiết, để lấy lòng Lâm Thanh Diện rồi. Cho nên Lâm Thanh Diện bây giờ cũng tính là con mồi của cô ta tự nhiên không thể thua khí thế ở trước mặt người phụ nữ khác. Lúc này Thẩm Tuấn Văn từ bên trong đi ra, vừa hay nghe thấy Dương Tư Dĩnh nói Phi Nhi có bệnh. Sắc mặt của ông ta lại càng thay đổi, hôm nay điên rồi phải không? Cô vừa đắc tội với cậu chủ của chúng tôi, bây giờ lại lẽ nào cô thật sự không sợ chết? Dương Tư Dĩnh nghe thấy lời của Thẩm Tuấn Văn, sắc mặt lần nữa trở lên trắng bệch. Khó thể tin mà nhìn sang Phi Nhi ở trước mặt, thế nào cũng không ngờ, cô gái này vậy mà là cô cả của gia tộc Andre, đại gia tộc nổi tiếng bậc nhất nước xa. Cô ta cảm thấy mình hôm nay thật sự ra khỏi cửa không xem lịch, đầu tiên mời đến, bây giờ vậy mà lại nói cô cả của gia tộc Andre có bệnh. Cho dù cô ta là một ngôi sao có chút danh tiếng, căn bản cũng không thể chống được lửa giận của loại người có thân phận như này. Cô ta vội vàng nhìn sang Phi Nhi, mở miệng nói, xin lỗi, tôi không phải cố ý. Phi Nhi mặt mày lạnh nhạt nhìn Dương Tư Dĩnh, mở miệng nói, không sao cả, chỉ cần cô tôi tuyệt đối sẽ không tranh anh ta với cô, tôi lát nữa mua vé máy bay trở về nước C. Dương Tư Dĩnh vội mở miệng. Phi Nhi gật đầu, sau đó đi ra bên ngoài. Dương Tư Dĩnh lúc này mới thở phào, trên trán đã phủ một lớp mồ hôi lạnh. Bắt buộc phải mau chóng rời khỏi, còn ở lại nơi này, không chừng còn đắc tội với nhân vật nào nữa. Dương Tư Dĩnh hạ quyết tâm, cũng âm thầm quyết định. Sau này ra khỏi cửa nhất định phải xem lịch, hơn nữa nhìn thấy những người trông bình thường, nhất định không thể tùy tiện đắc tội. Lâm Thanh Diện gọi xe trở về tiểu khu biệt thự mà Thẩm Tuấn Văn đã sắp xếp cho, đi về phía một ngôi biệt thự đó của anh. Vào lúc này,
một chiếc Porsche màu đen dừng trước cửa tiểu khu biệt thự, người lái xe chính là Phi Nhi và người quản gia đó. Cô chủ, tôi thế nào cảm thấy người vừa đi vào có hơi giống cường giả tên Lâm Thanh Diện. Quản gia nhìn đằng trước, có hơi nghi hoặc hỏi một câu. Phi Nhi nhìn bóng lưng hơi mờ của Lâm Thanh Diện ở phía trước, khóe môi gợi cảm cong lên. Không phải có hơi giống, đó quả thật là anh ta. Phi Nhi mặt mày chắc chắn nói. Cô chủ người mau nhìn, cậu ta. Quản gia mở to mắt, không ngờ Lâm Thanh Diện vậy mà ở sát bên bọn họ. Ý cười trên mặt Phi Nhi càng sâu, nhìn ra được, lúc này cô ta rất vui. Tôi nói rồi, nếu như có duyên, chúng ta sẽ còn gặp. Sự thật chứng minh, tôi và Lâm Thanh Diện quả thật có duyên phận rất sâu. Chương 986, thay đổi thái độ. Sau khi Lâm Thanh Diện trở về biệt thự, trước tiên là đi tắm, nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay ở khách sạn, cũng lắc đầu cười khổ. Hơn nữa nghĩ đến gương mặt tinh xảo thuần khiết như trang giấy trắng của Phi Nhi, càng khó xử. Cô gái này thật sự có thể sánh ngang với Trung Linh Nhi, không biết hai người họ gặp nhau, sẽ là cảnh tượng như thế nào. Cái khác Lâm Thanh Diện không rõ lắm, nhưng nếu hai cô gái này thật sự xuất hiện cùng một lúc, Lâm Thanh Diện biết mình nhất định rất đau đầu. Sau khi tắm rửa xong, Lâm Thanh Diện tu luyện huyền kình trong phòng khách, từ lần trước Lâm Thanh Diện cảm thấy chính mình nhanh đến bình cảnh, thì càng cố gắng tu luyện hơn. Bây giờ anh rất muốn đột phá đến huyền kình viên mãn, nhìn những người mà anh tiếp xúc bây giờ, chỉ có đột phá đến huyền kình viên mãn, anh mới có thể đảm bảo giữ được mạng khi có chuyện bất ngờ xảy ra. Giống như lần trước năm vị cao thủ hóa cảnh sơ kỳ của nước xa đến ám sát, nếu không có loại đại sát khí như trận bàn, kết quả ngày đó cũng không biết sẽ thế nào. Nếu lần trước Lâm Thanh Diện đã đột phá đến huyền kình viên mãn, Lâm Thanh Diện tin 5 người hóa cảnh sơ kỳ, tuyệt đối không phải đối thủ của anh. Lúc anh chuyên tâm tu luyện huyền kình, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Lâm Thanh Diện trừng to mắt, trên mặt lộ ra sự nghi ngờ, không biết giờ này ai lại đến tìm anh. Anh đi tới cửa, sau khi mở cửa ra, nhìn thấy Phi Nhi mặc áo ngủ rộng thùng thình đứng trước cửa, sau khi thấy Lâm Thanh Diện mở cửa, còn từ từ làm một lễ nghi cổ điển với Lâm Thanh Diện. Chào buổi tối, Lâm Thanh Diện. Vẻ mặt Lâm Thanh Diện ngạc nhiên nhìn Phi Nhi đứng trước cửa, sao cũng không nghĩ ra sao cô gái này lại xuất hiện trước biệt thự anh ở. Không lẽ cô ta lén theo dõi anh về? Sao cô lại ở đây? Lâm Thanh Diện lên tiếng hỏi. Nhà của em ở kế bên biệt thự anh ở, em nghĩ đây là ông trời an bài, để cho anh và em có duyên như vậy, có thể gặp lại lần nữa ở đây. Phi Nhi nói tự nhiên. Lâm Thanh Diện cũng không biết nói gì, không nghĩ tới chỗ ở Thẩm Tuấn Văn sắp xếp cho anh lại quanh biệt thự xuất hiện rất nhiều hơi thở vô cùng bí mật, vì thế liền thả thần niệm mặc đồ dạ hành màu đen, võ trang hạng nặng, huấn luyện bài bản lẩn trốn, những người này vẫn luôn quan sát tình hình trong biệt thự, giống như vừa xuất hiện vấn đề, sẽ lập tức vọt vào, bao vây Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười cười, nghĩ tới những người này hẳn là người của gia tộc Andre sắp xếp bảo vệ Phi Nhi. Dù sao người của gia tộc Andre nhất định không yên tâm tiểu thư, đã trễ thế này, tôi thấy cô mau quay về ngủ đi, cơ thể cô vốn yếu ớt, coi chừng lại cảm lạnh. Lâm Thanh Diện nói, em có thể ở lại cùng anh không? Phi Nhi hỏi trực tiếp. Không thể, Lâm Thanh Diện trả lời dứt khoát. Em chỉ muốn thảo luận một chút về võ đạo nước C với anh thôi, tuyệt đối không có suy nghĩ không an phận với anh. Phi Nhi vội nói, Lâm Thanh ớt như gió thổi cũng có thể bay. Dù có suy nghĩ không an phận, thì nhất định cũng là Lâm Thanh Diện có với cô ta thôi. Cô gái này, thật là được gia tộc Andre bảo vệ quá tốt, không biết nguy hiểm thật sự của lòng người. Vậy cũng không được, tôi phải nghỉ ngơi. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói với Phi Nhi, sau đó liền đóng cửa lại. Anh không tính cho Phi Nhi bất kỳ cơ nhi nhìn cánh cửa đóng kín suy nghĩ xuất thần. Hồi lâu, thì thào tự nói một câu, cúa có cá tính, là loại tôi thích. Sau đó cô ta lại đứng ở cửa một lát. Mới xoay người đi về biệt thự bên cạnh. Lâm Thanh Diện dùng thần niệm quan sát Phi Nhi, cau mày. Sớm biết như vậy, anh không nên đồng ý với Quý Trường Thanh đến nước xa điều tra chuyện người thần bí và buổi tiệc. Không pha, tiếp tục tu luyện. Buổi sáng hôm sau, sau khi Lâm Thanh Diện thức dậy, cầm thôn chính đi đến trong vườn của biệt thự, bắt đầu luyện một bộ đao pháp huyền diệu. Lúc này một người xuất hiện ngoài hàng rào, vẻ mặt chăm chú nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện không hề để ý, bắt đầu chú tâm múa đao trong tay mình, nhẹ tựa lông hồng, khí tựa long du, không khí trong sân, đều vì đao pháp của Lâm Thanh Diện mà dao động nhẹ nhẹ. Phi Nhi đứng ở ngoài sân ngơ ngác nhìn Lâm Thanh Diện múa đao,
hoàn toàn bị dáng người của Lâm Thanh Diện cho bụi trên đất hình thành một dòng khí mắt thường có thể thấy được, bụi hình thành vậy mà có hình rồng. Bộ đao pháp này là Lâm Thanh Diện lĩnh ngộ được từ trong Cửu Long Trói Sát Trận. Tuy về mặt khí thế không có mạnh như Cửu Long Trói Sát Trận, nhưng tinh diệu trong đó cũng không phải đao pháp bình thường có thể sánh bằng. Thi triển cả bộ đao pháp xong, trên trán Lâm Thanh Diện, vậy mà thấp thoáng có mồ hôi rơi xuống. Phi Nhi vẫn luôn nhìn chằm Thanh Diện, thật là lợi hại a. Lâm Thanh Diện, anh có thể dạy em đao pháp vừa rồi không? Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn cô ta một cái, mở miệng nói, cô quá yếu, chỉ sợ là cầm đao cũng phí sức, cho dù tôi dạy cô cũng học không được. Nghe Lâm Thanh Diện nói như vậy, vẻ mặt Phi Nhi liền lộ ra một chút mất mát. Nhưng tôi có thể dạy cô một loại pháp quyết có thể kiên trì luyện tập, dù cô không thể trở thành tuyệt thế cường giả, nhưng có thể khiến cơ thể cô đạt tới mức của người bình thường, cũng rất dễ dàng. Lâm Thanh Diện nói tiếp. Mắt Phi Nhi lập tức sáng ngời lên, hỏi thật sao? Lâm Thanh Diện gật đầu. Pháp quyết anh nói, tự nhiên là phương pháp thổ nạp cấp tốc. Anh đột ngột thay đổi thái độ với Phi Nhi, không phải bởi vì lương tin Thẩm Tuấn Văn gửi tới. Chuyện bữa tiệc quy mô 10.000 người, đã tra ra ít chi tiết, khoảng thời gian gần đây thành phố MERS, đúng thật chuẩn bị tổ chức một lần sự kiện quy mô chưa từng có ở quảng trường Trung ương. Đến lúc đó sẽ có gần 10.000 người đến tham gia sự kiện này, hơn nữa người tham gia sự kiện lần này, chỉ có thể là người thuộc xã hội thương phụ trách tổ chức sự kiện lần này, đúng là gia tộc Andre. Dù Thẩm Tuấn Văn ở thành phố MERS có sức ảnh hưởng nhất định, nhưng vẫn không có cách lấy được thiệp mời của yến tiệc lần này. Cho nên Lâm Thanh Diện muốn lẫn vào yến tiệc lần này, chỉ có thể tìm cách từ người của gia tộc Andre. Trùng hợp, Phi Nhi là cô chủ gia tộc Andre. Cho nên vì có thể thuận lợi đi vào dựng quan hệ tốt với Phi Nhi. Đương nhiên, anh cũng không phải là hoàn toàn lợi dụng Phi Nhi, dù sao anh cũng tính dạy cho Phi Nhi phương pháp thổ nạp cấp tốc, theo Lâm Thanh Diện, xem như giao dịch đồng giá. Suy nghĩ trong lòng Lâm Thanh Diện, Phi Nhi khờ nghịch tự nhiên không biết, nghe Lâm Thanh Diện nói muốn dạy cô ta pháp quyết rèn luyện cơ thể, lập tức chạy như bay. Phi Nhi không kiểm soát được cơ thể, ngã về phía trước, đúng lúc ngã vào trong lòng Lâm Thanh Diện. Chương 987, cơ ngực anh thật rắn chắc à. Lâm Thanh Diện đỡ Phi Nhi suýt ngã ra đất, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô ta. So với những người bình thường, nhiệt độ cơ thể Phi Nhi thấp hơn rất nhiều. Phi Nhi cứ như vậy tựa vào lòng Lâm Thanh Diện, giống như còn hơi hưởng thụ cảm giác này. Lâm Thanh Diện vội đỡ cô ta đứng lên, để cô ta đứng vững lại, mới vừa rồi, những người ẩn nấp quanh biệt thự đã chuẩn bị sẵn sàng hành động. Nếu Lâm Thanh Diện lại để cho Phi Nhi ở trong lòng mình một chút nữa, những người đó chỉ sợ sẽ trực tiếp ra tay với anh. Anh bây giờ còn cần dựa vào người của nhà Andre để đi vào buổi tiệc, tự nhiên không thể ra tay với người của họ. Vẻ mặt Phi Nhi vui sướng nhìn Lâm Thanh Diện, nói, Lâm Thanh Diện, ngực anh rắn chắc ghê, là loại em thích. Lâm Thanh Diện bất lực nhìn Phi Nhi, nói, bức tường bên kia cứng hơn, cô có lẽ sẽ thích. Phi Nhi liền cười ha hả, nói, anh thật hài hước. Lâm Thanh Diện thở dài bất đắc dĩ, nếu buổi tiệc lần này không do gia tộc Andre tổ chức, anh sợ là sớm để Thẩm Tuấn Văn sắp xếp cho anh một chỗ ở mới. Chúng ta sẽ học pháp quyết anh nói ở đâu, đi trong phòng sao, Phi Nhi chờ mong nhìn Lâm Thanh Diện. Không cần, ở đây, Lâm Thanh Diện nói. Phi Nhi gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn. Nhưng trước khi dạy cô, tôi cần cô đồng ý với tôi một chuyện. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Phi Nhi nói. Chuyện gì? Phi Nhi hỏi. Gần đây gia tộc của cô có phải đang chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc không? Phi Nhi gật đầu. Buổi tiệc này tổ chức khi nào? Lâm Thanh Diện hỏi. 3 ngày sau, Phi Nhi trả lời. Tôi hy vọng đến lúc đó cô có thể mang tôi đi tham gia buổi tiệc này. Lâm Thanh Diện nói dĩ Phi Nhi nghĩ Lâm Thanh Diện sẽ yêu cầu cô làm điều quá phận với anh. Không ngờ Nhi đồng ý, Lâm Thanh Diện cũng gật đầu, lúc này mới nói, bây giờ tôi dạy cô pháp quyết đã nói. Sau đó Lâm Thanh Diện liền bắt đầu dạy cho Phi Nhi phương pháp thổ nạp cấp tốc. Phi Nhi nghe rất chăm chú, có thể nhìn ra là cô ta cũng rất hy vọng bản thân có thể có sức khỏe tốt. Cách đó không xa, quản gia và hai vệ sĩ vẫn luôn chú ý tình hình ở mặt đều hơi cảm thán. Lâu lắm rồi không thấy cô chủ cười tươi như vậy, xem ra người đàn ông đến từ nước C này. Cô chủ thật sự rất có hứng thú đâu. Quản gia nói. Chỉ tiếc sức khỏe cô chủ yếu ớt từ nhỏ, nếu không có gia tộc Andre bảo vệ, cô ấy lớn lên cũng khó. Tuy bây giờ trông cô chủ không khác người bình thường là mấy, nhưng bác sĩ đã kết luận cần cô chủ vui vẻ,
dù tiếp xúc với người nước xa hay người nước C, đều không sao cả. Nhưng cũng mong anh ta có thể đem lại cho cô chủ một chút thay đổi đi, dù chỉ có thể để cô ấy vui một khoảng thời gian, cũng đáng giá. Hai ngày sau đó, Phi Nhi vẫn luôn theo Lâm Thanh Diện học phương pháp thổ nạp cấp tốc. Phi Nhi hận không thể cả ngày 24 giờ ở cạnh Lâm Thanh Diện ngủ lại, tất nhiên, Lâm Thanh Diện không đồng ý. Suy nghĩ ngủ cùng người khác của cô gái ngốc nghếch này, cũng chỉ là hai người ngủ cùng nhau, không có làm chuyện gì khác. Thêm vào đó là sự bảo vệ của gia tộc Andre với cô ta, trong ý thức của cô ta, mọi người đều thiện lương, không hề có người mang ý xấu. Tính cách này của Phi Nhi, Lâm Thanh Diện cũng không gia tộc Andre đều có thể bảo vệ Phi Nhi tốt như vậy, vậy đời này của Phi Nhi, thật sự là so với tất cả mọi người đều hạnh phúc hoàn mỹ. Nhưng một khi Phi Nhi tiếp xúc với hiểm ác của cuộc đời này, thì chỉ sợ dù chỉ là chi tiết nhỏ thôi, đều sẽ tạo thành đả kích không thể ngờ được với Phi Nhi. Tất nhiên, Lâm Thanh Diện cũng không rảnh đi lo chuyện người khác, anh chỉ cần làm tốt giao kèo với Phi Nhi, để Phi Nhi vẫn khiến Lâm Thanh Diện hơi bất ngờ, học phương pháp thổ nạp cấp tốc, cô ta tốc độ học tập cực kỳ nhanh. Chỉ hai ngày thời gian mà thôi, tinh thần và diện mạo của Phi Nhi đều có thay đổi to lớn, rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều. Điều này cũng làm cho Lâm Thanh Diện càng vững tin, học phương pháp thổ nạp cấp tốc, có thể thay đổi tình trạng cơ thể của Phi Nhi. Người của nhà Andre cũng giật mình với thay đổi của Phi Nhi, không biết Lâm Thanh Diện chỉ đi vài bước cũng mệt mỏi dã người, trở nên tràn trề sức sống như vậy. Tuy không rõ Lâm Thanh Diện rốt cuộc là sao làm được, nhưng cứ quan sát thôi, Lâm Thanh Diện cũng không có ý xấu với Phi Nhi, hơn nữa tình trạng của Phi Nhi đã nói lên tất cả. Có lẽ, tình cảm thật sự sẽ ảnh hưởng tới sự khỏe mạnh của một người. Sáng hôm nay, Lâm Thanh Diện đi vào trong Nhi đến đây. Ngày mai là lúc buổi tiệc tổ chức, đến lúc đó Lâm Thanh Diện cần đi điều tra rõ thân phận của người thần bí, và tại sao anh ta lại tổ chức buổi tiệc lần này. Đối với nhiệm vụ lần này, trong lòng Lâm Thanh Diện vẫn hơi bất an, dù sao người thần bí có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng ra 5 cao thủ huyền kình sơ kỳ, thực lực bản thân thành phố Mơ chưa, nếu ngày mai anh chống lại người thần bí, bất đắc dĩ phải ra tay, không có Quý Trường Thanh hỗ trợ, Lâm Thanh Diện cũng không cho là thủ đoạn của bản thân đủ để đối phó người thần bí. Chuyện tới giờ, cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Một lát sau, Phi Nhi nét mặt vui sướng đi vào sân của Lâm Thanh Diện, cười với Lâm Thanh Diện nói, Lâm thuyết phục quản gia, ông ấy đồng ý để em đi công viên giải trí chơi một ngày. Lâm Thanh Diện liền giật mình, hỏi, đi công viên giải trí. Phi Nhi gật đầu, nói, đúng vậy, trước đây họ cũng không cho phép em đi, sợ sức khỏe em không thể chơi mấy trò ở đó, nhưng hai hôm nay sức khỏe em tốt lên nhiều, có lẽ không sao. Họ mới cho em đi. Chúng ta nhanh đi thôi, tránh lại choàng lấy tay Lâm Thanh Diện, dẫn anh đi ra ngoài. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ cười cười, nghĩ thầm, Phi Nhi đã nắm giữ phương pháp phun nạp, chỉ cần kiên trì luyện tập, sức khỏe khôi phục bình thường rất dễ, có khi còn có thể tốt hơn người bình thường một chút nữa. Cho nên không cự tuyệt, cùng cô ta đi ra ngoài. Phi Nhi trực tiếp ôm lấy cánh tay Lâm Thanh Diện, giống như cửa, một chiếc Ferrari màu đỏ dừng trước mặt họ. Một thanh niên nước xa đẹp trai bước từ trên xe xuống, vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện. Rất rõ ràng, động tác kéo tay Lâm Thanh Diện của Phi Nhi, khiến anh ta rất khó chịu. Chương 988, đi công viên giải trí. Phi Nhi, tên nhóc này là ai, tại sao em lại khoác tay anh ta? Chàng trai trẻ lạnh lùng nói. Phi Nhi nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ kia, nói Kevin, sao anh lại đến đây? Anh đến với em. Trước tiên em hãy giải thích rõ ràng cho anh, tên nhóc này là ai, tại sao em phải khoác tay anh ta? Kevin tức giận nói với Phi Nhi. Anh ấy là thầy của tôi. Phi Nhi nói. Thầy cái mẹ gì, anh mau cút khỏi Phi Nhi cho tôi, cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, nếu như anh dám đến gần cô ấy như vậy, đừng trách tôi không khách khí với anh. Kevin hét lên với Lâm Thanh Diện. Phi Nhi thấy Kevin lại dám nói chuyện với Lâm Thanh Diện như vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên u ám hơn rất nhiều. Kevin, chú ý thái độ của anh, cái danh vợ chưa cưới này chỉ có gia tộc Nốt các anh tự mình nhận định, tôi chưa từng đồng ý, nếu như anh còn nói chuyện với Lâm Thanh Diện như vậy, tôi sẽ bảo ba tôi trừng trị anh. Giọng nói của Phi Nhi không lớn, nhưng lại có một khí thế khiến người khác không thể xem thường. Sau khi Kevin nghe thấy lời nói của Phi Nhi, cũng đột nhiên trở nên ủ rũ, rất rõ ràng, anh ta không dám quá cản rỡ trước mặt Phi Nhi. Phi Nhi, người này là người của nước C. Vừa nhìn là biết anh ta không phải là người tốt,
Anh ta tiếp cận em nhất định là có mục đích gì đó không thể nói với người khác, anh làm như vậy là vì tốt cho em. Dáng vẻ của Kevin tràn đầy sự quan tâm. Câm miệng, nếu như anh còn nói một từ không tốt về Lâm Thanh Diện, tôi lập tức gọi điện thoại cho ba tôi. Phi Nhi không nghe lọt tai những lời mà Kevin nói. Kevin nghe thấy Phi Nhi nói như vậy, chỉ có thể rụt cổ lại, không dám nói những lời nhắm vào Lâm Thanh Diện nữa. Gia tộc Nốp cũng là một gia tộc có sức ảnh hưởng vô cùng lớn ở nước xa, nhưng so với gia tộc Andre, còn thua kém hơn rất nhiều. Kevin chính là cậu chủ của gia tộc Nốp. Bởi vì trưởng bối của hai gia tộc nhiều năm về trước đã từng nói sau khi con cháu của hai nhà trưởng thành sẽ liên hôn với nhau, gia tộc Nốp vẫn luôn nhận định, sau này Phi Nhi chắc chắn phải gả vào nhà bọn họ. Nhưng gia tộc Andre không hề thừa nhận chuyện này, cảm thấy đó chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Đương nhiên, bọn họ cũng không phản đối Kevin theo đuổi Phi Nhi, chỉ cần anh ta có thể nắm được trái tim của Phi Nhi, gia tộc Andre cũng không để ý chuyện liên hôn cùng gia tộc Nốp. Tất thân mình là cậu chủ của gia tộc Nốp, là nhân tài trong hàng vạn người mới có một muộn. Mặc dù Phi Nhi vẫn luôn đối xử lạnh lùng với anh ta, nhưng anh ta chưa từng bỏ cuộc. Dù sao trong ấn tượng của anh ta, thái độ của Phi Nhi đối với người khác còn lạnh lùng hơn. Bây giờ nhìn thấy Phi Nhi chủ động khoác tay một người đàn ông, hơn nữa dáng vẻ còn rất vui vẻ, trong lòng Kevin đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ, nên mới kích động như vậy. Đương nhiên Phi Nhi, biết cô ấy không sống được bao lâu nữa. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc gia tộc Nốp lợi dụng Phi Nhi để cho mối quan hệ với gia tộc Andre càng thêm thân thiết. Đương nhiên Kevin cũng không muốn cưới một người bị bệnh làm vợ, nhưng vì gia tộc, anh ta nguyện ý kết hôn với Phi Nhi. Dù sao anh ta vẫn có thể ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài, cưới ai làm Thanh Diện, chúng ta đi thôi. Phi Nhi nói với Lâm Thanh Diện. Trước cửa biệt thự của Phi Nhi dừng một chiếc xe thương vụ màu đen, hai người cùng nhau đi về phía đó. Kevin nghiến răng, hung ác trừng mắt nhìn bóng lưng của Lâm Thanh Diện, sau đó vội vàng đuổi theo. Phi Nhi, hai người muốn đi đâu? Kevin điều chỉnh lại giọng điệu của mình, cố gắng để bản thân mình trông có vẻ không để ý. Đi công viên giải trí lớn nhất của thành phố Mekre, chính là của nhà anh, bây giờ tôi gọi điện thoại kêu bọn họ bao trọn công viên. Kevin nói, không cần, bao trọn công viên sẽ không còn vui, tôi thích náo nhiệt. Kevin chỉ có thể ngượng ngùng cười, nói, vậy anh đi cùng hai người, cũng có thể mang đến cho hai người một chút thuận tiện. Lâm Thanh Diện và Phi Nhi lên chiếc xe thương vụ màu muốn để anh ta đi theo, nhưng vẫn cố tình lên xe. Phi Nhi cân nhắc đến mối quan hệ của gia tộc Andre và Nốp, nên không đuổi Kevin xuống xe. Trên đường đi, Phi Nhi chỉ nói chuyện với Lâm Thanh Diện, không thèm phản ứng với Kevin. Kevin ngồi một mình ở bên kia, anh ta nói chuyện nhưng Phi Nhi lại không quan tâm, có thể nói là rất ngưỡng Thanh Diện ngày càng lớn, trong mắt của anh ta, thậm chí còn hiện lên một chút sát khí. Anh trên con đường chinh phục Phi Nhi của anh ta. Người này nhất định phải loại bỏ, tuyệt đối không thể lưu lại trên thế giới này. Không lâu sau, ba người đã đi đến công viên, chính là công viên mà gia tộc Nốp đầu tư. Sau khi Phi Nhi đi vào công viên, nhìn công viên giải trí lung linh, đẹp mắt, vô cùng thích thú, trực tiếp kéo Lâm Thanh Diện đi chơi tàu lượn. Kevin từ nhỏ đã sợ truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé ngày, cuối cùng cũng không dám đi lên ngồi cùng với Lâm Thanh Diện và Phi Nhi. Lâm Thanh Diện là một người dám nhảy xuống từ vách núi cao 100 mét. Đối với trò chơi tàu lượn này, đương nhiên không có cảm giác gì quá lớn. Hai người chơi tàu lượn xong, lại chơi cướp biển, nhảy lầu, băng chuyền lớn, những trò chơi có thể khiến adrenaline tăng vọt. Kevin hoàn toàn trở thành một chân sai vặt, phụ nhi. Chơi một lượt, Phi Nhi cảm thấy vui chưa từng có, cô ấy chưa từng nghĩ đến, công viên giải trí lại vui như vậy. Cộng thêm sự thay đổi của phương pháp thổ nạp bản cấp tốc mang đến cho cơ thể của cô. Phi Nhi cảm thấy cuối cùng mình cũng đã giống như một người bình thường, có được những sự vui vẻ này. Lâm Thanh Diện, chúng ta đi nhảy bungee đi. Phi Nhi nhìn chỗ nhảy thú. Được, Lâm Thanh Diện trả lời. Chơi cái này xong chúng ta cùng nhau trở về. Phi Nhi vừa nói vừa kéo Lâm Thanh Diện đi về phía chỗ nhảy bungee. Khuôn mặt Kevin tràn đầy sự bất lực, không hiểu tại sao Phi Nhi lại thích chơi mấy trò đáng sợ như thế này. Nhưng lúc này, ánh mắt anh ta đột nhiên lóe lên. Một suy nghĩ nhanh như chớp lóe lên trong đầu anh ta. Sở dĩ anh ta sợ xảy ra chuyện, dù sao những trò chơi này, ngộ nhỡ xảy ra chuyện, căn bản không có khả năng sống sót.
Cho dù những dụng cụ này không thể xảy ra sự cố, anh ta cũng không muốn mạo hiểm. Bây giờ Lâm Thanh Diện muốn chơi nhảy bungee, nếu như dây nhảy bungee bị đứt, không phải anh sẽ không có cơ hội sống sót sao? Trên lý thuyết, dây nhảy bungee không thể đứt. Nhưng công viên chân động tay với dây thừng là một chuyện không khó. Nghĩ đến đây, trên mặt Kevin hiện lên một nụ cười xấu xa, sau đó nhanh chóng đi lên trên. Chương 989, dây thừng bị đứt. Mặc dù những người dám thử chơi nhảy bungee không nhiều, nhưng vẫn có không ít người lớn gan đang xếp hàng ở bên này. Lâm Thanh Diện và Phi Nhi xếp phía sau, đợi những người phía trước lên. Kevin nhìn chằm chằm vào hai người, cười nói, hai người ở đây đợi một lúc, tôi đi giúp hai người sắp xếp. Nói xong, anh ta đi về phía bục nhảy bungee. Không lâu sau, Kevin lại đi từ trên xuống, trên mặt mang theo nụ cười tràn đầy sự mong đợi. Bên trên đã sắp xếp xong rồi, đợi lát nữa hai người đi lên trực tiếp chơi là được rồi. Tôi kêu bọn họ giúp hai người chuẩn bị thiết bị an toàn tốt nhất, dù sao trò này một lần xảy ra vấn đề là có thể dẫn đến chết người. Kevin cười nói, còn liếc nhìn Lâm Thanh Diện. Ừ, chỉ cần chuẩn bị cho một mình Phi Nhi là được rồi, tôi không chơi. Lâm Thanh Diện nói. Nghe thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, Kevin lập tức trở nên lo lắng, vội vàng nói, đừng mà, tôi đã nói với người ta rồi, dù sao cũng đã đến rồi, không chơi thì thật đáng tiếc. Đúng vậy Lâm Thanh Diện. Thực ra tôi vẫn còn có chút sợ hãi, anh chơi cùng tôi đi mà, anh nhảy trước tăng thêm lòng dũng cảm cho tôi. Phi Nhi cũng chớp chớp mắt nói. Thấy hai người nói như vậy, Lâm Thanh Diện chỉ có thể gật đầu, nói, vậy được rồi. Mặc dù sự kích thích khi nhảy bungee không bằng lần trước khi anh nhảy từ một vách đá 100 mét, nhưng nhảy bungee được thực hiện khi có các biện pháp an toàn, Lâm Thanh Diện cũng chưa từng trải nghiệm cảm giác này, thử một chút chắc cũng không vấn đề gì. Không lâu sau, những người xếp hàng phía trước mấy người Lâm Thanh Diện đều đã kết thúc trải nghiệm nhảy bungee của mình, đến lượt mấy người Lâm Thanh Diện. Ba người Lâm Thanh Diện đứng lên đài nhảy bungee, Phi Nhi từ lan can nhìn xuống bên dưới, đột nhiên khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi nói, wow, thật cao, từ một nơi cao như thế này nhảy xuống, thật sự quá kích thích rồi. Kevin cười, nói, Phi Nhi, lòng can đảm của em thật lớn, anh không dám nhảy cái này. Nói xong, anh ta còn liếc nhìn nhân viên trên chỗ nhảy bungee. Cho anh ta một ánh mắt. Nhân viên kia hiểu ý, gật đầu với Kevin, nói, trong ba người ai lên trước? Kevin lập tức nhìn Lâm Thanh Diện nói, lúc nãy đảm cho cô ấy, chỉ bằng anh lên trước đi. Lâm Thanh Diện cũng không để ý, gật đầu, nói, ra, bắt đầu buộc lên chân Lâm Thanh Diện. Lúc nãy Kevin đã nói với nhân viên, bảo anh ta hãy động chân động tay lúc buộc dây. Nhân viên này biết nhiều cách buộc khác nhau. Muốn giả vờ dây thừng có vấn đề có thể nói là dễ như trở bàn tay. Không lâu sau, nhân viên đã buộc xong dây cho Lâm Thanh Diện, bảo anh đứng ra mép của đài nhảy bungee. Lâm Thanh Diện đi đến bên cạnh, mặt hồ còn có mấy cái thuyền du lịch, từ vị trí này nhìn xuống, những chiếc thuyền kia giống như con kiến. Lâm Thanh Diện, có cần tôi khai thông tâm lý cho anh không, bây giờ có phải anh đang rất căng thẳng? Phi Nhi nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện nói. Nhìn dáng vẻ của cô, dường như còn căng thẳng hơn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện quay đầu lại, cười với Phi Nhi, nói, không cần, thẳng. Nói xong, anh trực tiếp nhảy xuống dưới. Phi Nhi thấy Lâm Thanh Diện nhảy một cách dứt khoát như vậy, trong mắt lộ ra sự sùng bái. Kevin cũng không ngờ Lâm Thanh Diện lại nhảy một cách dễ dàng như vậy, vội vàng đi đến bên cạnh lan can, nhìn xuống bên dưới. Thân hình của Lâm Thanh Diện nhanh chóng rơi xuống bên dưới. Ngay sau khi sợi dây thẳng ra, đáng lẽ vì trọng lượng của con người chân của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đã lập tức chú ý đến vấn đề này, còn liếc nhìn về phía chân của mình, phát hiện sợi dây quả thật đã bị tuột ra. Anh không ngờ lại xảy ra sự cố như vậy, nhưng huyền kình lập tức được xoay chuyển, xung quanh người xuất hiện một tầng năng lượng mỏng. Mặc dù bên dưới là một cái hồ, nhưng vì sức giãn của mặt nước, từ một nơi cao như đài nhảy bungee nhảy xuống. Lực tác động khi rơi xuống nước không đã từng trải qua một lần không hề hoảng sợ, dù sao điều này đối với anh mà nói trên đài nhảy bungee, sau khi nhìn thấy sợi dây tuột khỏi chân Lâm Thanh Diện, lập tức sợ hãi hét lên, sợi dây bị đứt rồi. Phi Nhi vẫn đang sùng bái sự quả quyết của Lâm Thanh Diện sau khi nghe thấy tiếng hét của Kevin, sắc mặt đột nhiên thay đổi, sau đó vội vàng chạy về phía lan can, nhìn xuống bên dưới, phát hiện cơ thể của Lâm Thanh Diện quả thật đã rời khỏi viên kia, chất phất tại sao lại như vậy? Nhân viên kia giả vờ khuôn mặt tràn đầy sự hoảng sợ, nói tôi cũng không biết, rõ ràng tôi đã buộc sợi dây chặt rồi.
Phi Nhi không có tâm tư đi xét hỏi nhân viên kia, vội vàng chạy xuống đài nhảy bungee. Kevin thấy vậy, cũng đuổi theo, hét lên, Phi Nhi, em chạy chậm một chút, cho dù em có chạy xuống, cũng không thay đổi được gì, em anh ta, dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy xuống dưới. Không lâu sau, Phi Nhi đã xuống đến mặt đất, nhanh chóng chạy đến bên cạnh hồ, nhìn thấy giữa hồ có gợn sóng. Mà lúc này đã có không ít người tập trung ở đây, nhìn chằm chằm vào vị trí giữa hồ. Lúc nãy mọi người có nhìn thấy không, sợi dây bungee kia đã bị đứt. Trời ạ, không phải nói xác suất này thấp hơn chúng sổ có thể gặp phải. Khoảng cách cao như vậy, mặt nước và mặt bê tông cũng không khác là bao, nghe thấy âm thanh anh rơi xuống nước là biết, anh chàng này chắc chắn lành ít dữ nhiều. Chấm. Phi Nhi nghe thấy lời nói của những người xung quanh, khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng, lao đến bên cạnh Kevin, hét lên, công viên giải trí này không phải là của nhà anh sao? Anh mau tìm người đến đau khổ nói, Phi Nhi, rơi xuống từ một nơi cao như vậy, muốn sống sót đã rất khó rồi, không ai nghĩ anh ta lại gặp phải chuyện này, em đừng quá kích động, người chết không thể. Anh vẫn chưa nói xong, mọi người đã nhìn thấy một bóng người từ trong hồ bò lên bờ, đứng trước mặt mọi người chính là Lâm Thanh Diện. Mọi người nhìn thấy cảnh này, đều ngạc nhiên đến mức có chút Thanh Diện, biểu cảm kia, giống như nhìn thấy quỷ vậy, nói chuyện cũng không lưu loát. Anh, chấm ANS bò lên kiểu gì? Chương 990, yến tiệc. Sao vậy, chẳng lẽ tôi nên ở trong nước suốt sao? Lâm Thanh Diện nhìn Kevin hỏi một câu. Kevin lập tức ngượng ngùng, mở miệng nói tôi không phải có ý này, tôi là nói anh ngã từ chỗ cao như vậy xuống, lại không có chuyện gì. Cùng không tính là bao cao, sợi dây đó không biết tại sao trực tiếp tuột ra, có lẽ là nhân viên vẫn chưa cột chặt đi. Lâm Thanh Diện nhìn Kevin, mở miệng nói. Hắn ta lập tức chột dạ, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Anh bất giác chú ý tới hắn ta không đúng lắm, trong lòng đoán được chuyện tuột dây lần này rất có khả năng liên quan tới hắn. Nhưng anh không định tính toán với hắn ngay, ngày mai chính là ngày cử hành buổi tiệc, nếu lúc này anh vì dạy dỗ hắn mà giết hắn thì buổi tiệc ngày mai nhất định sẽ không đi được. Cho nên anh không truy hỏi điều gì, đợi sau này lại tính sổ với hắn cũng không muộn. Phi Nhi thấy anh không xảy ra chuyện thì trong lòng cũng thở phào một hơi. Vội thân thiết hỏi, Lâm Thanh Diện, anh bây giờ cảm thấy thế nào? Chúng ta mau đến bệnh viện kiểm tra đi, lỡ đến lúc đó có nội thương gì thì phiền phức. Có lúc trong tình huống con người bị thương nặng thì cơ chế tự bảo vệ của bản thân sẽ khiến đại não không cảm nhận được đau đớn, cho nên nhìn có vẻ không có khác biệt gì so với người bình thường. Nhưng tình huống này thường không duy trì được bao lâu, qua một lúc sau thì người này rất có khả năng sẽ trực tiếp gục ngã. Lâm Thanh Diện cười cười, nói, không sao. Nếu có nội thương thì e rằng ngay cả cái hồ này tôi cũng không bò lên nổi. Khoảng cách từ vị trí tôi rơi xuống nước đến bên bờ không tính là gần, cho dù là người bình thường muốn bơi qua cũng khá tốn sức, nếu tôi có nội thương thì cô cảm thấy tôi còn có thể lên được sao? Phi Nhi liếc xuống đài bungee, phát hiện khoảng cách từ bên đó đến bờ quả thực rất xa, lại nghĩ tới Lâm Thanh Diện là một người chỉ với một quyền đã đánh bại quyền vương mà cô ta tận tâm bồi dưỡng, sức mạnh tất nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Cho nên bèn chết khiếp, tôi phải đi tìm nhân viên đó lý luận một phen, hỏi xem dây thừng của anh nộ, lập tức muốn đi lên đài nhảy, tìm nhân viên kia lý luận. Lâm Thanh Diện chặn cô ta lại, nói, không cần đâu, xuất hiện tình huống như vậy hẳn cũng không phải là vấn đề của nhân viên đó, cho dù thật sự có vấn đề thì e rằng cũng là người khác sai khiến, tạm thời bỏ đi đi. Nói xong, Lâm Thanh Diện còn liếc nhìn Kevin một cái. Trong lòng Kevin lộp bộp. Mắt đầy thấp hẳn là hoài nghi hắn rồi. Nhưng tên này hình như không muốn truy cứu, xem ra là đang cố kỵ thực cực của gia tộc Nốp. Hừ, dù ngươi té từ nơi cao như vậy xuống cũng không sao thì sao, cuối cùng còn không phải thành thực nghẹn cục tức này vào bụng sao. Ngươi đã biết sự cường đại của gia tộc Nốp ta, vậy thì tốt nhất mau chóng cút khỏi bên cạnh Phi Nhi, nếu không tới chết. Nghĩ vậy, cảm giác chột dạ của Kevin lập tức tan thành mây khói, ngược lại còn sinh ra chút kiêu ngạo. Ánh mắt nhìn Lâm Thanh Diện cũng không còn lóe sáng nữa. Mọi người xung quanh thấy Lâm Thanh Diện rơi từ trên cao như vậy xuống mà vẫn không sao thì mặt cùng tràn đầy kinh thán. Đây nhất định là kỳ tích, tên đó rơi từ trên cao như vậy xuống lại không hề hấn gì. Ông trời định từng luyện thần công gì đó, nếu không thì không thể nào ngã từ trên cao như vậy xuống lại không bị chút thương tích nào, quan trọng hơn là hắn còn bơi một đoạn dài. Hẳn không phải chỉ là hồi quang phản chiếu chứ. Nói không chừng lát nữa hắn sẽ ngã xuống không đứng dậy nổi.
Vì chuyện này của Lâm Thanh Diện mà Phi Nhi đương nhiên không dám đi nhảy bungee nữa, cuộc đi đến đây. Mặc dù Lâm Thanh Diện không định đi tìm nhân viên đó để đôi co, nhưng Phi Nhi vẫn hung hăng đi trách mắng anh ta một trận, sau đó kêu Kevin cho anh ta hình phạt thích đáng. Kevin cũng giả bộ tức giận mắng nhân viên đó một trận, cuối cùng đuổi việc anh ta. Sau đó, ba người liền rời khỏi khu vui chơi, quay về biệt thự. Tối hôm đó, Phi Nhi tổng cộng đến gõ cửa phòng Lâm Thanh Diện 5 lần, lần nào cũng hỏi anh cảm thấy thế nào, có xuất hiện tình huống gì không đúng không? Lần nào anh cũng nói với cô ta mình thật sự không có chút vậy. Nhưng Phi Nhi vẫn không thể yên tâm, cho nên cứ cách một lúc lại chạy tới hỏi một Thanh Diện lại đúng giờ ra ngoài luyện đao pháp mới xem như yên lòng. Hôm nay là ngày cử hành buổi tiệc, Lâm Thanh Diện tối qua đã hỏi bên chúng thần điện, muốn biết Quý Trường Thanh có phải đã tới thành phố Mekre rồi không? Kết quả câu trả lời của bên chúng thần điện là không rõ hành tung của điện chủ, kêu anh tự nghĩ cách liên lạc. Lâm Thanh Diện lập tức cảm thấy đau đầu. 150 tuổi, đương nhiên sẽ không dùng những thứ như điện thoại, căn bản không có cách nào liên lạc. Cho nên hôm nay anh chỉ có thể một mình tới buổi tiệc trước, đến lúc đó Quý Trường Thanh có xuất hiện hay không thì chỉ có thể xem vận may. Dù sao thì cho dù anh không ứng phó được với người thần bí đó thì muốn chạy cũng không có vấn đề gì. Bữa tiệc được chờ đợi đến trạng vạng, sau đó bèn cùng Phi Nhi đến quảng trường trung tâm. Quảng trường lúc này đã bị phong tỏa, người dân bình thường không cách nào đi vào. Xung quanh dựng các lối vào, nếu muốn vào thì phải cầm vé vào cổng do gia tộc Andre phát. Những vé vào cổng này đều bị người của xã hội thượng lưu nước Sa độc chiếm, người dân bình thường đương nhiên không có tư cách có cao nhân sẽ lựa chọn đệ tử trong buổi tiệc nên những người trong giới thượng lưu nước Sa đều muốn có được cơ hội một bước lên mây, nên đều khá tích cực. Lâm Thanh Diện cùng Phi Nhi vào trong quảng trường, đương nhiên không gặp bất kỳ trở ngại nào. Lúc này, trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều người. Yến tiệc quy mô 10.000 người, có vẻ khá long trọng. Trung tâm quảng trường lúc này được cao nhân nhìn chúng mà đều cố hết sức dựa sát lại gần. Lâm Thanh Diện và Phi Nhi cũng đến phía trước đài, người có thể tới được vị trí này thông thường đều là thành viên chủ chốt của gia tộc Nốp và gia tộc Andre. Kevin lúc này cũng đã đến quảng trường, hắn nhìn thấy Lâm Thanh Diện và Phi Nhi đã tới thì mặt lập tức lộ ra nụ cười lạnh. Hắn cực kỳ có lòng chúng, đến lúc đó, một tên Lâm Thanh Diện thôi. Hắn nhất định sẽ không để vào trong mắt. Nhóc con, đợi đó cho ta, đợi ta thành đệ tử của cao nhân thì tới lúc đó nhất định phải cho ngươi biết tay. Chương 991, Người thần bí hiện thân. Khi nãy đến trước sàn đấu, Lâm Thanh Diện bèn sử dụng thần niệm, muốn xem có phải người thần bí đó đã lên đến quảng trường rồi hay không. Nhưng nhìn quanh quất một hồi mà vẫn không phát hiện ra bất kỳ ai đáng ngờ, xem ra người thần bí ấy chắc hẳn vẫn còn chưa xuất hiện. Điều khiến cho Lâm Thanh Diện hơi đau đầu là anh không tìm được tung tích của người thần bí ấy, cũng không tìm thấy tung tích của Quý Trường Thanh. Cái tên ấy chẳng đáng tin chút nào nhỉ, rõ ràng đã nói Lâm Thanh Diện chỉ cần phụ trách điều tra, xảy ra chuyện gì thì Quý Trường Thanh cũng sẽ ra tay giải quyết, kết quả đến bây giờ mà ông ta vẫn còn chưa xuất hiện nữa, thậm chí Lâm Thanh Diện còn thấy hơi nghi ngờ không biết có phải ông ta đã quên luôn chuyện này rồi hay không. Vào lúc này, Kevin đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện và Phi Nhi rồi nói. Phi Nhi, yến tiệc lần này chỉ cho phép giới thượng lưu trong Sa quốc tham gia, cô dẫn theo người của nước C có phải không thích hợp lắm không? Tôi muốn dẫn ai theo cũng không cần anh phải quan tâm. Phi Nhi lạnh lùng nói với Kevin. Kevin cười cười, rồi rồi, dẫn cậu ta theo cũng không sao, dù gì người mà cao nhân muốn tìm là người có dòng máu Sa quốc thuần chủng, cậu ta đến đây cũng chỉ có thể hóng chuyện mà thôi. Phi Nhi. Lần này tôi nghe nói vị cao nhân thần bí đó sẽ nhận một học trò trong buổi tiệc lần này, tôi quyết phải trở thành học trò của ông ta, đợi đến khi nào tôi thành học trò của vị đại sư ấy rồi thì tôi sẽ cầu hôn cô. Phi Nhi nhìn Kevin với ánh mắt chê bai rồi nói, tôi không đồng ý. Kevin cũng không quan tâm, anh ta cho rằng đợi đến khi mình trở thành học trò của cao nhân thì dòng tộc Andre sẽ xin anh ta cưới Phi Nhi. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, gần như những người đến tham gia buổi tiệc cũng đã đi vào trong. Quảng trường đông nườm mượp những người là người, ồn ào náo nhiệt vô cùng. Vào lúc này, mấy người ở trên bục bưng chiếc hộp dài đi ra, chiếc hộp ấy dài chừng hơn 2 mét, bên trên được phủ tấm khăn, không biết chứa cái gì trong đấy. Sau khi bê chiếc hộp ấy bên trên bục, bọn họ xoay lưng đi xuống. Một người mặc áo đen từ đằng sau bước lên trên sân khấu. Người ấy độ 5-60 tuổi, mái tóc bạc hết một nửa, được búi lên gọn gàng bằng một cây châm.
Người ấy mặc đồ theo hơi hướng cổ xưa, đó là phong cách của nước C vào thời kỳ cổ đại. Nhưng người ấy người xuất hiện, mọi truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Cảm thấy cao thâm khó dò, không giống với người bình thường. Sau khi nhìn thấy người ấy, Lâm Thanh truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Quét quanh người này. Điều khiến Lâm Thanh diện bất ngờ là anh không nhận ra được thực lực của ông ta đứng ở đó, trông giống hệt như một người bình thường, nhưng Lâm Thanh diện lại có thể cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ người ông ta. Trước lúc đó, Lâm Thanh diện chỉ cảm nhận được cảm giác này từ trên người Quý Trường Thanh. Điều này chứng tỏ rằng ít nhất người đứng truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Thậm chí còn mạnh hơn nữa. Với lại lúc Lâm Thanh Diện sử dụng thần niệm quan sát người đứng trên sân khấu, người ấy cũng đảo mắt nhìn anh. Không ngờ ông ta lại có thể nhận ra mình đang dùng thần niệm quan sát ông ta. Lâm Thanh Diện lập tức ngừ ân sử dụng thần niệm, vào khoảnh khắc ban nãy, anh cũng chắc chắn rằng Quý Trường Thanh vẫn còn chưa đến. Nếu như hôm nay chỉ có một truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Khấu, sợ rằng lại có thêm một trận khổ chiến nữa. Sau khi nhìn thoáng qua Lâm Thanh Diện, người đứng trên sân khấu cũng nở nụ cười đùa bỡn, ông ta thì thầm, không ngờ lại có thể gặp được một thằng nhóc có thực lực không tệ ở đây, khi nãy chắc hẳn nó dùng thần niệm quan sát mình, bất ngờ thật. Mới tí tuổi đầu đã thức tỉnh thần hồn rồi, cho dù tính luôn cả thương truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Tài! May mà thực lực của cậu ta vẫn còn chưa mạnh, chứ bằng không đụng phải kẻ mạnh có thần niệm thì đau đầu lắm. Nhưng cậu ta xuất hiện ở đây cũng vừa khéo, lát nữa sẽ rút cạn sức mạnh của cậu ta, bỏ vào trong đồ chứa mà mình đã bồi dưỡng, nói không chừng sẽ khiến cho đồ chứa mà mình phí công chuẩn bị đạt đến đỉnh cao trước nay chưa từng có. Ông ta không truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Vì sao Lâm Thanh Diện xuất hiện ở đây? Nhưng dù là thế nào thì cũng không có vấn đề gì với ông ta cả, dù gì đối phương cũng chỉ là một thằng nhóc tí tuổi đầu mà thôi. Không lãng phí bao nhiêu thời gian của ông ta. Các vị, chắc hẳn trước lúc các vị đến đây, ai ai cũng đã biết rằng tôi sẽ lựa chọn một vài người có tư chất không tệ trong số những truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Hưởng cảm giác mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Những người được tôi lựa chọn đều có thể bắt đầu cuộc đời mới, tôi sẽ khiến cho giá trị của các người tăng mạnh. Tiếp theo đây, tôi sẽ tiến hành lựa chọn, hy vọng mọi người có thể chủ động phối hợp. Người thần bí nói sang sảng, tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy phấn truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Bài gỗ từ trong túi áo ra, ném vào giữa đám đông, lá bài gỗ lập tức tỏa ánh truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Trường. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều giật mình, đồng thời cũng tin rằng người đứng ở trên sân khấu chính là một người cao thâm khó dò. Cảm giác sốt ruột mong được chọn càng lúc càng kịch liệt. Khi ánh sáng tỏa ra từ lá bài gỗ bao trùm tất thảy mọi người, gương mặt người thần bí cũng toát ra vẻ mong đợi. Ánh sáng tỏa ra từ lá bài gỗ ấy tương đương với truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Phép thì cả đời này người ở bên trong cũng không được phép bước ra ngoài. Tất cả những người có mặt ở đây đều không biết mình sắp sửa phải đối mặt với cái gì. Bọn họ vẫn còn trầm mê trong ảo ảnh của người bí ẩn. Thủ đoạn của cao nhân thần kỳ thật, nếu như trở thành học trò của ông ấy thì sau này tôi có thể một bước lên trời. Ánh mắt Kevin sáng lấp lánh, truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Ta làm thầy. Tiếp theo, tôi sẽ làm thử cho mọi người xem, để mọi người hiểu rằng tôi sẽ phát huy giá trị của mọi người như thế nào. Sau khi nói dứt lời, người thần bí đưa mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Bởi vì Kevin và Lâm Thanh Diện đứng chung với nhau, Kevin hiểu lầm người thần bí đang nhìn mình nên vui vẻ reo lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Xem ra tôi thật sự là một người có năng khiếu bẩm truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Thần bí chỉ Lâm Thanh Diện rồi nói cậu lên đi trước đi, cậu chính là người đầu tiên được tôi chọn. Mọi người lập tức đảo mắt nhìn Lâm Thanh Diện, gương mặt ai cũng toát ra vẻ hâm mộ. Kevin lại sững sờ, anh ta không ngờ rằng cao nhân ấy lại chọn một người nước C như Lâm Thanh Diện.
Anh ta lập tức nóng ruột, bèn nói với người thần bí, cậu ta là người nước C, truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Tôi cả, tôi mới là người mang dòng máu của Sa Quốc, cao nhân, ông nên chọn tôi mới phải chứ. Lâm Thanh Diện im lặng nhìn Kevin, cái tên này không biết rằng bị chọn chúng đồng nghĩa với việc đi nộp mạng sao. Nhưng anh cũng không vội giải thích với Kevin, nếu như anh ta sốt ruột đi nộp mạng như thế thì cứ để cho anh ta được toại nguyện thôi. Anh ta nói đúng, anh ta có truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Nhìn người thần bí rồi nói hở hững. Chương 992, tôi không cho phép ông đụng đến Lâm Thanh Diện. Người thần bí nghe Lâm Thanh Diện nói thế cũng ngây người, ông ta lập tức hiểu được có lẽ Lâm Thanh Diện đã biết ý đồ của mình rồi. Bởi thế ông ta cũng không cố chấp kêu Lâm Thanh Diện lên sân khấu nữa, dù gì dù lấy ai làm mẫu cho đám đông thì kết quả cũng như nhau thôi. Ông ta không nghĩ rằng Lâm Thanh Diện có khả năng thoát khỏi lòng bàn tay mình. Bởi thế ông ta nhìn Kevin rồi nói, thế thì cậu lên đây đi, làm mẫu cho mọi người xem. Kevin thấy người thần bí thật sự không chọn Lâm Thanh Diện nữa mà chọn mình, ánh mắt anh ta toát ra vẻ phấn khích, còn quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ đắc ý. Rồi vội vàng đi lên sân khấu, cung cung kính kính đứng trước mặt người thần bí. Phi Nhi nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ ngạc nhiên, sao anh lại nhường cơ hội này cho anh ta? Lâm Thanh Diện cười cười với Phi Nhi, đây chẳng phải là cơ hội gì tốt cả, nếu như tôi đoán không nhầm, chắc hẳn anh ta sắp gặp xui xẻo rồi. Sắp gặp chuyện xui xẻo hả? Gương mặt Phi Nhi đong đầy vẻ ngạc nhiên. Lâm Thanh Diện gật gật đầu, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn, anh cất tiếng bảo, mặc dù không biết tại sao người này lại lựa chọn buổi tiệc có quy mô ngàn người, thế nhưng chắc chắn ông ta giáp tâm làm điều gì đó xấu xa. Nếu như tôi không đoán nhầm, ánh sáng xanh xung quanh quảng trường đã bao vây chúng ta ở bên trong rồi, lát nữa một khi xảy ra hiện tượng gì, cô nhớ phải chạy đến bên rìa ánh sáng ngay, dù có ra được hay không thì cũng phải chạy đến đó chờ trước đã, nghe thấy chưa? Nghe Lâm Thanh Diện nói thế, Phi Nhi sững sờ, cô ta cho rằng đây là một buổi tiệc mới đúng, tại sao Lâm Thanh Diện lại kêu xảy ra hiện tượng gì? Nhưng mặc dù trong lòng vẫn còn thấy ngờ vực, Phi Nhi vẫn gật đầu đồng ý với Lâm Thanh Diện, không biết vì sao, cô ta cảm thấy mình nên tin tưởng Lâm Thanh Diện vô điều kiện. Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi, thực lực của người thần bí cao thâm, lát nữa e rằng khó tránh khỏi một trận ác chiến, tình hình khi ấy thế nào, đến Lâm Thanh Diện cũng không dám chắc, tất nhiên cũng không thể quan tâm Phi Nhi chu toàn được. Bây giờ chỉ hy vọng cô nhóc này may dài ra, người nằm bên trong hiện rõ trước mặt mọi người. Hai mắt người ấy khép chặt, trên trán dòm thử người nằm trong chiếc hộp, anh ta thầm giật mình, không biết tại sao vị cao nhân này để người ấy nằm bên trong, hơn nữa còn có vẻ khủng khiếp như thế. Người thần bí mỉm cười với Kevin, ông ta nói, đừng sợ, cậu lại gần tôi một chút, cậu sắp sửa được phát huy giá trị lớn nhất của cậu trên đời này rồi. Mặc dù Kevin nơm nớp lo sợ, thế nhưng anh ta lại đi đến bên cạnh chiếc hộp ngay. Người thần bí thấy Kevin lại gần, ông ta tạo ra pháp ấn phức tạp, một luồng sức mạnh đáng sợ bao trùm quanh người Kevin. Một giây sau, Kevin cảm thấy có lực hút đáng sợ xuất hiện quanh người, cảm giác hoảng sợ nảy sinh trong lòng anh ta, rồi sau đó anh vội vàng lùi về sau theo bản năng. Nhưng đã trễ rồi, Kevin cảm thấy mình không động đậy, cảm thấy sinh mạng của mình dần trôi đi, tất cả đều bị cuốn vào người nằm bên trong chiếc hộp. Không, Kevin kêu gào thảm thiết, rồi sau đó, mọi người chỉ nhìn thấy một người sống sờ sờ trở thành cái xác khô. Vốn dĩ mọi người nhìn thấy người thần bí kết ấn, còn nghĩ rằng ông ta sẽ thi triển phép thần gì kia chứ, không ngờ lại là cảnh tượng đáng sợ nhường này. Tất cả mọi loạn. Đáng sợ quá, rốt cuộc đang làm cái gì thế? Tại sao anh ta lại biến thành cái xác khô? Trời ạ, chắc chắn người ấy là ác quỷ, mọi người mau trốn đi. Tại sao lại như thế? Một người sống sờ sờ ra đấy mà lại bị biến thành cái xác khô trong chớp mắt. Có phải tôi đang nằm mơ thấy ác mộng hay không? Phi Nhi nhìn thấy cảnh tượng ban nãy cũng giật mình hoảng hốt, rồi mắt trở nên phức tạp. Cô ta không ngờ người thần bí thật sự có ý đồ xấu xa khi tổ chức bữa tiệc này. Lâm Thanh Diện quay sang nhìn Phi Nhi, nhớ kỹ những lời tôi nói ban nãy, cố gắng hết sức chạy đến bên kia, với lại né xa những nơi đông người ra. Phi Nhi gật đầu với Lâm Thanh Diện. Vào lúc nở nụ cười, mọi người đừng kinh hoàng, không phải tất cả mọi người đều có kết cục như có tư chất cao, vì có thế sức mạnh mới thuần khiết được. Sau khi nghe người thần bí nói thế, bọn họ sợ đến mức chạy ra xa.
Mọi người chạy mau đi, ông ta chính là một con ác quỷ. Người nhà Andre phụ trách tổ chức buổi tiệc cũng không ngờ lại xảy ra cảnh tượng như thế, đội vệ sĩ lập tức hành động, xông về phía người thần bí. Ai nấy trong số họ cũng cầm súng trong sân khấu. Nhưng kỳ quặc ở chỗ, lúc những viên đạn ấy đến gần người thần bí thì chúng đều ngừng lại, giống như bị một bàn tay vô hình chụp lấy vậy. Người thần bí nhìn những viên đạn xung quanh mình, nụ cười nở rộ trên môi, ông ta nói khẽ, người ở thế giới các ngươi thú vị thật, người bình thường dựa vào cái thứ này mà có thể bùng nổ sức mạnh to lớn, đến thế tôi, sức mạnh này chẳng khác nào con tôm cái kiến, bởi thế các ngươi chỉ tổ phí công thôi. Vừa mới nói dứt lời, những viên đạn ấy đổi hướng, nhanh chóng lao vút về phía người trong gia tộc Andre, xuyên qua người bọn họ, giết chết hết tất cả. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này còn hoảng hốt tợn, một người mà đến đạn dược còn không giết được, chắc chẳng phải là một con ác quỷ giàn vệ sĩ của nhà họ Andre, người thần bí ấy quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện. Từ đầu đến cuối, Lâm Thanh Diện đều chưa từng rời chỗ, anh vẫn lạnh lùng nhìn người thần bí. Nhóc con, nếu như tôi không đoán nhầm thì chắc hẳn cậu nhắm vào tôi, đúng không? Người thần bí lên tiếng hỏi. Lâm Thanh Diện rút thôn chính ra khỏi vỏ, anh bình tĩnh nhìn người thần bí rồi nói, ông biết là tốt. Thế sức mạnh của cậu mà đi đối phó với tôi, còn kém cỏi bao nhiêu? Người thần bí phì cười. Lâm Thanh Diện không nói gì, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đại chiến sắp sửa bắt đầu. Cậu ngoan ngoãn sang đây, tôi có thể cho cậu chết không đau đớn, chứ bằng không thì cậu sẽ hối hận vì sao mình lại sinh ra trên đời này. Người thần bí giơ một tay lên, chỉ về hướng Lâm Thanh Diện, đó chính là vóc dáng thon thả của Phi Nhi. Tôi không cho phép ông đụng đến Lâm Thanh Diện, nếu như ông muốn giết người thì tôi có thể chết thay cho anh ấy. Chương 993, sống còn. Lâm Thanh Diện nhìn Phi Nhi chặn ở trước người mình, trên mặt khẽ lộ ra một tia ngạc nhiên. Người thần bí cũng sững sờ, sau đó đánh giá Phi Nhi một cái, cười nói, không ngờ vậy mà còn có tiểu cô nương chủ động hiến mạng vì cậu, thật là cảm động nha. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ thỏa mãn tâm nguyện của cô. Nói xong, trong tay của người thần bí liền xuất hiện một cái roi dài, quấn về phía người Phi Nhi. Thấy vậy, Lâm Thanh Diện vội vàng kéo Phi Nhi ra sau mình, quát lên, tôi bảo cô nhanh chóng chạy đi mà, cô ở đây sẽ chỉ khiến tôi phân tâm, đến lúc đó hai chúng ta đều phải chết. Anh vung thôn chính trong tay mình lên, toàn lực ngăn chặn cây roi dài do người thần bí quất ra. Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy da đầu mình có chút tê dại, đây chỉ là một đòn bình thường nhất của người thần bí, kết quả Lâm Thanh Diện lại toàn lực chống đỡ, suýt chút nữa không chống nổi, người thần bí này có thực lực mạnh đến thế nào thì không cần nghĩ cũng biết rồi đó. Phi Nhi thấy Lâm Thanh Diện quát lên với mình một tiếng, lập tức tỉnh táo, bây giờ không phải lúc hành sự theo tình cảm, ở trước mặt tên ác ma đáng sợ này, cô ta xông lên cũng chỉ là lãng phí đi một mạng sống mà thôi. Cho nên cô ta vội vàng quay người lại, chạy về phía vị trí mép của màn sáng. Cô ta làm theo lời căn dặn của Lâm Thanh Diện, không có chạy đến chỗ nhiều người, mà chạy về hướng có tương đối ít người. Mấy người này xông đến mép màn sáng, vốn dĩ tưởng mình sắp chạy khỏi kiếp nạn này rồi, nhưng lại kinh ngạc mà phát hiện ra bọn họ căn bản không thể ra khỏi cái màn sáng đó được. Chỗ này lúc này đây giống như một nhà lao vậy, nhốt toàn bộ bọn họ ở trong này. Phi Nhi đã biết sẽ xảy ra tình hình như vậy, cho nên không có quá kinh ngạc. Trong lòng cô ta ghi nhớ kỹ lời dặn dò của Lâm Thanh Diện, ở chỗ ít người. Lâm Thanh Diện, anh nhất định đừng xảy ra chuyện. Phi Nhi nhìn về hướng của Lâm Thanh Diện, trong lòng thầm cầu nguyện một câu. Lâm Thanh Diện thấy Phi Nhi đã chạy khỏi, trong lòng cuối cùng cũng thở phào một hơi. Trên cả quảng trường, người có thể khiến cho Lâm Thanh Diện hơi hơi để ý đến nhất cũng chỉ có một mình Phi Nhi thôi. Dù sao Lâm Thanh Diện cũng dựa vào cô ta mới vào đây được, lúc đó Thanh Diện có chút cảm động. Cho nên nếu như có thể, Lâm Thanh Diện vẫn sẽ cứu Phi Nhi. Còn cũng lực bất tòng tâm rồi, chỉ có thể xem vận may của bọn họ thôi. Người thần bí thấy Lâm Thanh Diện chặn lại đòn công kích của mình, đôi mày cũng nhướng lên, cười nói, không ngờ cậu lại có thể chặn được đòn này của tôi, quả thật khiến người ta kinh ngạc đó nha. Lâm Thanh Diện hoàn toàn không do dự, trực tiếp sử dụng bí pháp, trong lòng anh vô cùng rõ, đối diện với nương tay nào thôi cũng sẽ chỉ khiến cho mình chết càng nhanh hơn. Khí tức tăng lên, sức mạnh của Lâm Thanh Diện lúc này cũng đạt đến trình độ của hóa cảnh trung kỳ, tuy vẫn không phải là đối thủ của người thần bí này, nhưng ít nhất cũng sẽ không nhếch nhác như khi nãy. Người thần bí thấy Lâm Thanh Diện vậy mà còn có cách để nâng cao sức mạnh của mình, cũng có chút chuyện cấp bách nhất chính là bắt Lâm Thanh Diện trước, để hấp thụ sức mạnh của anh. Quát con,
Cho dù cậu có trăm ngàn thủ đoạn cũng đừng mong chạy khỏi tay tôi, nạp mạng đi. Nói xong, người thần bí liền nhanh chóng xông về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện hoàn toàn không do dự, trực tiếp vung một đao về phía trước. Thiên tinh thức. Một đường ánh sáng đao xông kích về phía người thần bí, khí sự công kích của Lâm Thanh Diện liền tan thành mây khói. Sắc mặt Lâm Thanh Diện chợt thay đổi, sau đó vội vàng dùng thức thứ hai. Yêu nguyệt thức. Người thần bí căn bản không đặt sự công kích của Lâm Thanh Diện vào trong mắt mình, một đường ánh sáng trong tay xuất hiện, va chạm với yêu nguyệt thức trong chớp mắt liền bị vỡ nát. Lâm Thanh Diện nghiến răng, ngưng tụ sức mạnh toàn người thần bí. Kinh lôi thức. Ánh sáng đao khổng lồ chém về phía người thần bí lúc này mới xuất hiện một tia nghiêm mặt, cười nói chiêu này còn ra hồn một chút, chỉ đáng tiếc đối với tôi mà nói, vẫn chưa đủ. Nói xong, người thần bí vươn ra hai ngón tay, một đường ánh sáng hình kiếm xuất hiện, hơn nhiều so với ánh sáng đao của Lâm Thanh Diện. Đám người ở xa quan sát trận chiến nhìn sáng kiếm đó bổ về phía Lâm Thanh Diện, trực tiếp chẻ nát đường ánh sáng đao của Lâm Thanh Diện, sau đó vung lên người của Lâm Thanh Diện. Cơ thể Lâm Thanh Diện lập tức vọt về phía xa, nhảy ra khỏi mấy mươi mét mới ngừng lại. Lúc này trên mặt anh đã tràn đầy máu tươi, hơi thở yếu ớt, hoàn toàn đã mất đi lực chiến đấu. Anh cắn răng ngồi dậy từ mặt đất, cúi đầu chính vậy mà lại trực tiếp gãy thành hai khúc. Lắc đầu cười khổ hai tiếng, Lâm Thanh Diện nhìn về phía người thần bí ở xa kia một cái, lẩm bẩm nói, không lẽ hôm nay thật sự phải chết ở đây sao? Mích Hoài, nặc nặc. Anh chỉ sợ không còn cơ hội gặp lại hai mẹ con nữa rồi. Người thần bí đi về phía Lâm Thanh Diện, vẻ mặt đầy sự rửng rưng, nếu như cậu sinh ở Như Thiên Tài, cậu sẽ hưởng thụ nguồn tài nguyên tốt nhất, đáng tiếc, số mệnh của con người là không thể thay đổi được, bây giờ chỗ có ích lớn nhất của cậu, chính là cho sức mạnh trong cơ thể cậu cho vật chứa của tôi. Lâm Thanh Diện sở dĩ còn sống chính là vì người thần bí còn muốn cho vật chứa hấp thụ sức mạnh sức sống trong cơ thể anh. Lâm Thanh Diện nhìn chăm rốt cuộc là ai? Người thần bí cười cười, nói tôi không phải người của thế giới này, nhưng bây giờ những cái này không còn quan trọng với cậu nữa, ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói xong, người thần bí vươn tay ra với Lâm Thanh Diện. Trong lòng Lâm Thanh Diện vẫn đang lặp lại câu nói không phải người thế giới này của người thần bí, không hiểu ông ta đây là có ý gì. Nhìn thấy người thần bí tâm chết, đem toàn bộ thần hồn chi lực của mình truyền vào trong kiếm trảm tiên. Định cùng chết với ông ta. Chính vào lúc này, một tiếng gió rít vang lên, nhanh chóng tập kích về phía Lâm Thanh Diện và người thần bí. Trong chớp mắt một ngọn lửa cuồng bạo liền bao trùm người thần bí lại, ngăn chặn ông ta ra tay với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn kỹ qua đó, phát hiện người phóng cùng cũng đến rồi. Nhìn thấy Quý Trường Thanh xuất hiện, trong lòng Lâm Thanh Diện cũng thở phào một hơi, biết cái mạng mình hôm nay cũng được giữ lại rồi. Quý Trường Thanh quay đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện một cái, áy náy mà nói, đến muộn chút rồi, cậu không sao chứ? Lâm Thanh Diện trợn trắng mắt với ông ta một cái, nói, ông vẫn nên nhanh chóng nghĩ cách giải quyết tên này đi. Quý Trường Thanh một luồng chính khí mãnh liệt, lạnh giọng nói với người thần bí, tôi không quan tâm ngươi là tà ma ngoại đạo từ đâu đến, hôm nay có Quý Trường Thanh tôi ở đây thì ngươi chết là cái chắc. Chương 994, cướp đi sinh mạng. Sau khi nhìn thấy Quý Trường Thanh xuất hiện, sắc mặt người thần bí cũng đột nhiên đen lại, trong ánh mắt lộ ra một tia kiêng dè. Ông chính là cường giả thông huyền cảnh nửa bước của nước C. Người thần bí nhìn Quý Trường Thanh hỏi một câu. Quý Trường Thanh nhìn ông ta một cái, nói thông huyền. Ý ngươi là thần cảnh sao? Trên mặt người thần bí lập tức lộ ra một nụ cười khẩy, cười lạnh mà nói, cũng đúng, quên mất hoàn cảnh của các người ở chỗ này quá ác liệt, đã không bồi dưỡng ra cường giả gì rồi. Thông huyền cảnh ở chỗ các người vậy mà đã được xưng là thần, thật đúng là buồn cười. Nghe thấy lời của người thần bí này, trong lòng Quý Trường Thanh đã đoán ra lai lịch của kẻ này, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn một chút. Ngươi là người của Thương Nguyên Giới. Người thần bí cười cười, nói, không sai, ông đoán đúng rồi. Mục đích ngươi đến đây là gì? Quý Trường Thanh tiếp tục hỏi. Cái này, ông vẫn chưa xứng để biết. Người thần bí vốn không định phí lời với Quý Trường Thanh. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm dài, nhanh chóng đâm về phía người Quý Trường Thanh. Quý Trường Thanh cũng hoàn toàn không tỏ ra yếu thế, trên hai tay đều xuất hiện lửa, trực tiếp bắt lấy thanh kiếm dài sức mạnh của người thần bí. Lâm Thanh Diện nhìn thấy thanh kiếm dài của người thần bí vậy mà lại bắt đầu tan rã từng chút một dưới ngọn lửa của Quý Trường Thanh. Người thần bí hừ lạnh một tiếng, sau đó làm thanh kiếm dài trong tay tiêu tán đi,
cơ thể lùi về sau vài bước, kết một pháp ấn phức tạp. Một kiếm trận xuất hiện, vô số thanh kiếm dài mang sức mạnh xuất hiện trước người thần bí, phát ra khí thế cường đại mà lại khủng bố. Thấy vậy, Quý Trường Thanh cũng hoàn toàn không dám sơ suất, xung quanh lập tức xuất hiện một đóa hoa sen do ngọn lửa ngưng tụ thành, từng đường sức mạnh trên cả quảng trường đều vì vậy mà tăng vọt lên rất nhiều. Lâm Thanh Diện nhìn thấy thủ đoạn phen chấn cảm, anh không ngờ, thực lực đạt đến mức của Quý Trường Thanh vậy mà lại khủng khiếp như thế. Anh cắn răng đứng dậy từ dưới đất, vội vàng chạy về phía xa. Cuộc chiến cấp bậc này, anh càng ở gần thì quả thật là đang tìm đường chết. Người thần bí thay đổi thủ ấn, kiếm dài mang sức mạnh bên trong kiếm trận lập tức bay về phía Quý Trường Thanh. Quý Trường Thanh tung ra đóa sức mạnh khủng bố lan tỏa ra xung quanh, cho dù là những người ở rìa quảng trường cũng đều cảm nhận được làn sóng này, không ít người thậm chí còn trực tiếp ngã rạp xuống nữa. Lâm Thanh Diện đang điên cuồng chạy liền bị làn sóng này làm ngã trên mặt đất, lại nhổ ra một ngụm máu tươi. Sức mạnh khổng lồ mà hoa sen lửa bạo phát ra đã nuốt chửng toàn bộ kiếm dài trong Trường Thanh thắng một bậc. Kiếm trận của người thần bí trực tiếp bị nuốt chửng, đối với người thần bí mà nói cũng là một tổn thương cực lớn, khóe miệng ông ta chảy ra một tia máu tươi, ánh mắt trở nên ngưng trọng đi một chút. Ông ta nhìn Quý Trường Thanh với vẻ hung ác, nghiến răng nói, nếu không phải cái con đường đó chỉ có thể chịu đựng người có thực lực trúc cơ đỉnh đến huênh hoang. Trúc cơ đỉnh phong, là hóa cảnh đỉnh phong, người thần bí này có thực lực hóa cảnh đỉnh phong. Quý Trường Thanh đã bước nửa chân vào thần cảnh, thực lực đương nhiên phải mạnh hơn hóa cảnh đỉnh phong một chút rồi. Người thần bí tuy xem thường thực lực của cường giả nước C, nhưng bây giờ vẫn không phải là đối thủ của Quý Trường Thanh. Quý Trường Thanh lạnh lùng nhìn ông ta một cái, thì thời gian sống của ngươi còn có thể dài hơn một chút. Người thần bí hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn sang cái bệ cao kia một cái, sau đó mở miệng nói, tuy thực lực tôi yếu hơn ông, nhưng ông muốn đánh bại tôi cũng không phải dễ như vậy, nhưng nếu như tôi chạy thì ông càng không có bất kỳ cách nào. Nói xong, người thần bí liền nhanh chóng xông về phía bệ cao bí nói không sai, tuy thực lực của Quý Trường Thanh cao hơn ông ta một chút, nhưng muốn giết chết một cao thủ đạt đến hóa cảnh đỉnh phong thì có thể nói là khó càng thêm khó, nếu như người thần bí khăng khăng muốn chạy thì ông ta thật sự hết cách. Trong chớp mắt, người thần bí đã lên bệ cao, ông ta vác người nằm trong hộp ra, tiếp đó nhanh chóng xông về phía có nhiều người ở rìa màn sáng nhất. Tuy không biết người thần bí này muốn làm gì, nhưng Quý Trường Thanh rõ ông ta chắc chắn không có ý gì tốt, cho nên dùng tốc đối đừng để ông ta tiến gần đến đám người, nếu như ông ta hấp thụ sức mạnh sức người mà ông ta vác, một khi sức mạnh của người mà ông ta vác đủ rồi, chỉ e sẽ trở thành một sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Lâm Thanh Diện hét lên với Quý Trường Thanh một câu. Thần sắc Quý Trường Thanh chợt trầm xuống, không ngờ người thần bí này lại có chủ ý như vậy. Người thần bí nghe thấy tiếng hét của Lâm Thanh Diện, quay đầu lại nhìn anh một cái, trên mặt cậu biết tôi muốn làm gì thì đã sao. Hôm nay cho dù liều mạng bị thương căn cơ thì tôi cũng sẽ kêu tỉnh cái vật chứa này, sức mạnh của hắn sẽ đạt đến thần cảnh mà các người nói, đến lúc đó tất cả các người đều sẽ chết trên tay hắn ta. Thanh âm vừa dứt, người thần bí liền trực tiếp cắn nát ngón tay của mình, máu tươi chảy ra, người thần bí vẽ mà ông ta vác, sau đó, tay ông ta bắt đầu kết pháp ấn phức tạp. Tác dụng của pháp ấn này chính là hấp thụ sức mạnh sức sống trong cơ thể người. Chỉ là so với lần hấp thụ Kevin, pháp ấn bây giờ là do người thần bí liều rủi do tổn thương căn cơ mà thi triển ra, hiệu quả đương nhiên sẽ gấp trăm ngàn lần trước đây. Ông ta định dựa vào pháp ấn này trực người, dù gì thời gian cấp bách, ông ta bây giờ chỉ có thể lựa chọn làm như vậy thôi. Một lực hấp dẫn cường đại bao trùm lấy phần lớn người ở bên mép màn sáng, đồng thời hoa văn trên mi tâm của người mà người thần bí vác cũng bắt đầu phát ra từng luồng ánh sáng. Tiếp đó, người thần bí hét lớn một tiếng, cái lực hấp dẫn đó lập tức nâng cao lên, trực tiếp ở chỗ rìa. Thu! Trong chớp mắt, một đám người ở mép màn sáng liền biến thành xác khô. Người thần bí bởi vì gánh vác quá lớn, trực tiếp ói ra một ngụm máu tươi, ông ta cắn răng, định phát động pháp ấn lần nữa. Quý Trường Thanh lại bắn một hoa sen lửa về phía người thần bí, muốn ngăn cản ông ta tiếp tục cướp đi tính mạng của mấy người đó. Nhưng tốc độ của người thần bí quá trúng người thần bí, pháp ấn của người thần bí không thể tiếp tục tiến hành, cả người ông ta cũng trở nên rệu rã. Đáng tiếc, mấy chục ngàn người đến tham gia bữa tiệc đã có một nửa biến thành xác khô rồi. Tuy không đạt đến trạng thái lý tưởng, nhưng mức độ này cũng đã đủ rồi. Các người đợi chết đi. Người thần bí điên cuồng hét lên một câu, sau đó ấn vào vị trí mi tâm lập tức mở ra, một luồng khí thế kinh thiên xông thẳng lên mây, hoàn toàn áp chế Quý Trường Thanh.
Chương 995, trận chiến khốc liệt. Quý Trường Thanh nhìn thấy người mà người thần bí đang khiêng, mở to đôi mắt, sắc mặt cũng thay đổi. Ông ta cảm nhận được khí tức thần cảnh từ trên người của người này. Chuyện này sao có thể được chứ, vậy mà cậu ta lại có khí tức thần cảnh, chẳng lẽ là thực lực của cậu ta đã đạt đến thần cảnh rồi? Quý Trường Thanh kêu lên một tiếng. Bởi vì để cưỡng ép vật chứa hấp thụ năng lượng, lúc này người thần bí đã bị trọng thương, nhưng mà ông ta vẫn không hề lo lắng chút nào, bởi vì vật chứa mà ông ta đang bồi dưỡng đã thức tỉnh, có anh ta, ngày hôm nay sẽ không có ai làm ông ta bị thương nữa. Vật chứa này nói bình thường thì thật ra chính là một tượng gỗ được người thần bí bồi dưỡng ra thông qua một loại phương thức nào đó. Đây là một loại phương pháp chỉ có ở chỗ của bọn họ, mặc dù là cũng bị định nghĩa là phương pháp tà ác, nhưng để đi qua con đường mà chỉ chịu được cao nhất cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, vì có thể có được cái lực lượng được gọi là nghiền ép, người thần bí cũng chỉ có thể sử dụng loại biện pháp này. Bởi vì pháp ấn hấp thu lực lượng được kết thành quá vội vàng, hơn nữa hấp thu lực lượng cũng phải được lựa chọn tương đối phức tạp, nhưng mà lại bởi vì đòn tấn công của Quý Trường Thanh đánh gãy cho nên lực lượng của tượng gỗ có vẻ đã đạt đến thần cảnh, nhưng mà thật ra so sánh với thần cảnh chân chính vẫn còn kém hơn một chút. Nhưng mà dù vậy, thực lực của tượng gỗ này cũng không phải là thứ mà người chỉ vừa mới đạp nửa chân vào thần cảnh như Quý Trường Thanh có thể với tới được. Người thần bí hung tợn nhìn chằm chằm vào Quý Trường Thanh, sau đó lại ra lệnh với con rối, giết chết ông ta cho tao. Lúc này, con rối nhẹ gật đầu với người thần bí, sau đó bước một bước ra cũng đã đến trước mặt của Quý Trường Thanh. Quý Trường Thanh thấy thế, lúc này muốn ra chiêu ngăn cản con rối lại. Nhưng mà tốc độ của con rối vô cùng nhanh. Trực tiếp đá một đá vào trên bụng của Quý Trường Thanh, Quý Trường Thanh lập tức bay ngược ra ngoài. Trên mặt của người thần bí lộ ra một nụ cười lạnh, mở miệng nói, cho dù thực lực có hơi chênh lệch với thần cảnh chân chính, nhưng mà nó tuyệt đối có thể nghiền ép được người vừa mới đạp nửa chân vào thần cảnh giống như ông. Quý Trường Thanh bị ngã trên mặt đất, ổn định thân ông ta không phải là đối thủ của con rối, đối phương tùy tiện liền có thể giết chết đây rồi. Nếu đúng là như vậy, vậy thì sự tồn tại của con rối sẽ trở thành mối uy hiếp to lớn ở nước C, thậm chí là toàn thế giới. Quý Trường Thanh nhìn về phía của Lâm Thanh Diện, lộ ra một ánh mắt hỏi ý kiến với anh. Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu, biểu thị khẳng định. Trong nháy mắt trên bàn tay của Quý Trường Thanh xuất hiện hai ngọn lửa đỏ, tiếp theo đó liền vọt lửa xuất hiện giữa không trung bay về phía của con rối. Con rối không hề sợ hãi chút nào, duỗi một cái tay ra. Một sức lực cường đại bộc phát trực tiếp cản lại quả cầu lửa đó. Trong một chớp mắt này có một ánh sáng bộc phát từ trên mặt đất, trong khoảng thời gian nháy mắt tạo thành một kết giới màu vàng giữa con rối và Quý Trường Thanh, chín con rồng thần hiện thân, biên giới của ánh sáng cảm thấy run sợ một trận. Trước khi ý thức được thực lực của người thần bí rất lớn mạnh, Lâm Thanh Diện cũng đã bắt đầu di chuyển thần hồn chi lực của mình vào trong trận bàn, đến thời khắc mấu chốt cho mở trận pháp. Lúc ấy Quý Trường Thanh ném cho anh một ánh mắt hỏi ý kiến, đương nhiên chính là đang hỏi anh đã chuẩn bị trận pháp kỹ càng, Diện cũng đã để trận bàn lên trên mặt đất. Người thần bí nhìn thấy trận pháp xuất hiện, sắc mặt cũng thay đổi, hoảng sợ nói, đáng chết. Nơi này không phải là xuất hiện ra đứt đoạn trên con đường tu luyện à, tại sao lại còn xuất hiện trận pháp cao cấp? Kể từ giây phút Quý Trường Thanh nhìn thấy trận pháp xuất hiện, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nhưng mà ông ta cũng không pháp xuất hiện. Ông ta lại tấn công về phía con rối một lần nữa. Trận pháp đã được Lâm Thanh Diện nắm chắc ở trong tay, cơ thể của Quý Trường Thanh ở trong đó, đương nhiên sẽ không nhận công kích. Trận pháp xuất hiện cũng làm cho áp lực của Quý Trường Thanh giảm bớt không ít, nhất là hiện tại ông ta đã có tư cách để chiến đấu chính diện với con rối này. Người thần bí, cho dù ông có được sự hỗ trợ lực lượng của trận pháp, muốn đánh được vật chứa đã đạt tới thần cảnh của tôi, đó cũng là vọng tưởng cả thôi. Chờ đến lúc thực lực của trận pháp đã tiêu hao hầu như không còn gì nữa, vậy thì đã đến giờ chết của ông. Mặc dù ngoài miệng thì là nói như vậy, nhưng mà rõ ràng có thể nhìn ra được người thần bí đang bắt đầu lúng túng, xem ra ông ta cũng không chắc chắn được là con rối này có thể sẽ chống đỡ được sự phối hợp của Quý Trường Thanh và trận pháp. Lâm Thanh Diện ở phía xa hết tất cả các thủ đoạn có thể sử dụng ở trên người của Quý Trường Thanh để cho khoảng thời gian ngắn nhất. Cộng thêm sự phụ trợ của 9 con rồng thần. Một trận chiến này chưa chắc là Quý Trường Thanh sẽ thất bại. Hai người hình thành nên một trận đại chiến trước nay chưa từng có, từng âm thanh vang lên kinh thiên động địa truyền ra bốn phía làm cho tất cả mọi người xung quanh đều tưởng rằng là ngày tận thế sắp tới. Cho dù là con rối có hung tàn, nhưng mà bắt đầu trở nên thê thảm. Lúc này Quý Trường Thanh chỉ cần một cơ hội là có thể đánh bại con rối.
Trong lúc Lâm Thanh Diện cẩn thận quan sát trận chiến đấu, trong lòng của anh đột nhiên động một cái, có một cảm giác kỳ diệu xông lên đầu, trong nháy mắt anh mở to hai mắt mà nhìn. Bởi vì lúc nãy trong khi giao đấu với người thần bí, mặc dù anh bị đánh rất thảm, nhận từ trước đến nay chưa từng có. Nhưng mà loại cảm nhận ngày làm cho bình cảnh anh đạt đến đã lâu lại sinh ra một chút thay đổi. Chiến đấu mãi mãi là biện pháp để đột phá tốt nhất. Lâm Thanh Diện có cảm giác rất mãnh liệt, anh sắp đột phá. Cơ hội xuất hiện trong trận chiến này có thể nói là rất hiếm thấy, Lâm Thanh Diện không hề do dự một chút nào, anh nhanh chóng chuẩn bị đột phá. Chỉ nhìn thấy quanh người của Lâm Thanh Diện xuất hiện những làn sóng dao động mà mắt thường có thể nhìn thấy được, lỗ chân lông trên người của anh cũng bắt đầu mở ra, điên cuồng hấp thu lực lượng trong không khí ở xung quanh. Giờ phút này Lâm Thanh Diện giống như đã nhập định, tất cả những thứ xung quanh sẽ không tiếp tục sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì đối lại chuyện đột phá. Bởi vì Lâm Thanh Diện tạm thời đột phá, trận pháp không có người khống chế, Quý Trường Thanh rõ ràng cảm thấy sức chiến đấu của mình trở nên yếu hơn một chút. Nhưng mà cũng may là sau khi trận pháp thành hình, cho dù là không có người nào điều khiển thì lực lượng ở trong đó cũng sẽ không tiêu tan, cho nên Quý Trường Thanh cũng sẽ không vì vậy mà bị bí. Nhìn trên mặt của ông ta lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ thoáng qua, sau đó lẩm bẩm nói, không ngờ là tôi cũng có tình trạng bị đẩy vào bước đường cùng như ngày hôm nay. Có điều là cho dù lần này không có cách nào tìm được di vật đó cũng không quan trọng, chỉ cần có thể giết được người mạnh nhất của nước C, lần sau lại phái người đến đây, vậy giúp đỡ của trận pháp thì ngày hôm nay có cơ hội thay đổi chiến cờ, cho dù có mất cái mạng già này thì tôi cũng phải giết được ông. Nói xong, người thần bí lại kết ấn một lần nữa, sau đó một lực hút mạnh xuất hiện trực tiếp rút mất một nửa lực lượng trong cơ thể của ông ta ra bên ngoài, nhập vào trong thân thể của con rối. Chương 996, đột phá. Khí thế trên người con rối lần nữa tăng lên, hoàn toàn ổn định ở đẳng cấp thần cảnh. Quý Trường Thanh lập tức không đánh, con rối chẳng qua chỉ tung một trường, ông ta liền không thể không mau chóng lùi lại phía sau. Sau khi ổn định thân hình, Quý Trường Thanh nhìn chằm chằm con rối, trên gương mặt già nua lộ ra một tia ngưng trọng. Ông ta nhìn về phía người thần bí, phát hiện người thần bí lúc này đã trắng bệch mặt mày, khí tức như có như không, nghiễm nhiên mang bộ dạng sắp tắt thở. Thật là tàn nhẫn. Vì để giết tôi, vậy mà không tiếc tính mạng của mình, làm như thế đáng sao? Quý Trường Thanh nhìn chằm chằm hắn ta hỏi một câu. Người thần bí mỉm cười, nói tôi chẳng qua là vì mở đường cho người đến sau mà thôi, tôi là người đầu tiên đến đây, nhưng sẽ không phải là người cuối cùng, giải quyết ông rồi, ngày sau người của Thương Nguyên giới tôi, sẽ không có bất cứ cản trở nào nữa. Quý Trường Thanh nhíu mày, trong lòng rất rõ ràng ý tứ trong lời này của người thần bí. Thấy nước C hiện nay, người đạt tới nửa bước thần cảnh chỉ có một mình ông ta, từ thần cùng thời đại với ông ta, cũng chỉ có thực lực của hóa cảnh đỉnh phong. Mà bên Thương Nguyên giới lại phái một người đến, làm ra động tĩnh lớn như thế, nếu như lần này ông ta chết rồi, ngày sau sẽ còn có người của Thương Nguyên giới đến đây, quả thật không có ai có thể ra mặt ngăn cản bọn họ nữa. Thật ra tôi không rõ Thương Nguyên giới của các người rốt cuộc là một nơi như nào, tại sao người của các người lại đến đây? Nhất định muốn giết tôi. Nếu như các ngươi không có ác ý, chúng ta không phải không thể ngồi xuống nói chuyện. Quý Trường Thanh hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Người thần bí cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, người của thế giới này các ngươi chẳng qua đều là một lũ tiện dân mà thôi, đâu có tư cách ngồi xuống nói chuyện với chúng ta. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta nghĩ cách đến nơi này, thứ nhất là vì tìm kiếm một vài thứ, một mục đích khác chính là nô dịch các ngươi, vì để đạt được mục đích này, tự nhiên đầu tiên phải giết những người cản trở như các ngươi rồi. Sắc mặt của Quý Trường Thanh tối lại, không ngờ người thần bí này vậy mà còn có mục đích như thế, xem ra muốn chung sống hòa bình là điều không thể nào. Si tâm vọng tưởng, tà ma ngoại đạo như các ngươi, đến một người ta giết một người. Ông ta quát to một tiếng rồi xông về phía trời, trực tiếp quấn lấy người của con rối. Lúc này 9 con rồng thần trong trận pháp kết giới phía con rối. Quý Trường Thanh ngưng tụ toàn bộ lực lượng trong cơ thể mình trên tay. Một đóa hoa sen lửa ngưng luyện đến gần như thực chất xuất hiện, bay về phía người của con rối. 9 rồng thần cũng cùng mở miệng, bắn ra từng đạo ánh sáng năng lượng tinh thần, toàn bộ lao về phía người con rối. Bây giờ đã là nửa đêm, nhưng vì sự bạo phát của những lực lượng này, cả quảng rìa màn sáng đó thậm chí đều không thể mở mắt được. Một tiếng nổ lớn vang lên, tất cả mọi người đều mau chóng nằm rạp xuống đất, bịt tai của mình. Sự dao động lực lượng cực lớn lấy con rối làm trung tâm, tản ra bốn phía, nơi nó đi qua đều nứt ra từng vết nứt khủng khiếp. Thi triển xong một kích này,
khí tức của Quý Trường Thanh mau chóng suy tàn, đây là thủ đoạn ra. Lực lượng của 9 con rồng thần cũng vào khoảnh khắc vừa rồi hoàn toàn bạo phát, bây giờ bọn chúng đã tiêu hao toàn bộ lực lượng tích trữ, trong nháy mắt, bèn theo kết giới màu vàng cùng tiêu tán. Mắt của Quý Trường Thanh nhìn chằm chằm vào vị trí của con rối đứng, lúc này bên đó khói bụi dày đặc, nhìn không ra bên trong có tình trạng gì. Chắc đã bị giải quyết rồi. Vừa của trận pháp, cho dù là cao thủ thần cảnh, sợ đều khó chống đỡ, con rối đó tuy mạnh, chắc cũng không chống được công kích quy mô này. Quý Trường Thanh lẩm bẩm tự nói với mình. Rất nhanh, khói bụi tản đi, Quý Trường Thanh nhìn thấy con rối vẫn đứng ở chỗ cũ, so với lúc trước, trên người đã có rất nhiều vết sẹo, quần áo trên người cũng đã rách nát, khí tức rõ đó. Hơn nữa còn giữ lực chiến đấu. Quý Trường Thanh trong nháy mắt trở nên kinh sợ, một kích vừa rồi đó đã là rút cạn tất cả lực lượng của ông ta, bây giờ ông ta đã không còn sức chiến đấu nào nữa. Nếu như con rối lần nữa ra tay thì ông ta chỉ có chờ chết. Bên đó vì dao động lực lượng vừa rồi mà người thần bí càng trở nên thoi thóp nhìn thấy một màn này, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Lực lượng của thần cảnh căn bản không có đơn giản như ông nghĩ thôi đâu, ông muốn như thế mà giết hắn, thật sự là nằm mơ. Người sang con rối, mở miệng nói, giết ông ta đi, sau đó dẫn tôi đi chữa thương, mất đi C, cũng không có ai có thể tiếp tục ngăn cản chúng ta. Con rối chấp nhận mệnh lệnh, lập tức xông về phía Quý Trường Thanh. Sau đó một cước đá vào người của Quý Trường Thanh. Quý Trường Thanh không kịp ngăn cản, trong nháy mắt bay ra rất xa, sau đó ngã ra đất, nôn ra một ngụm máu. Ông ta mau chóng từ trên đất đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nhìn con rối, sau đó cắn răng, ra. Sự việc đã đến nước này, ông ta cũng chỉ đành liều mạng. Con rối lần nữa xông về phía ông ta vội ngăn cản, tuy nhiên sau mấy chiêu, ông ta lần nữa bị đá bay ra ngoài. Con rối này càng giống như đang chơi đùa, đem Quý Trường Thanh đánh đến mức không có sức đánh trả. Không lâu sau, trên mặt ông ta đã máu thịt mơ hồ, khí tức suy tàn. Đủ rồi, trực tiếp cắt nữa hạ lệnh. Con rối cũng không định tiếp tục lãng phí thời gian với Quý Trường Thanh, trực tiếp nhấc chân, muốn dẫm vào cổ họng của ông ta. Vào lúc này, trên quảng trường đột nhiên xuất hiện một tia dao động kỳ dị, tất cả mọi người đều cảm thấy xung quanh mình nổi lên một làn gió nóng. Tụ về phía Lâm Thanh Diện đang ở. Sắc mặt của người thần bí bỗng thay đổi, mau chóng nhìn có thể. Thằng nhóc này Lâm Trận đột phá tuy ít gặp, nhưng cậu ta đột phá vậy mà xuất hiện thiên địa dị tượng, thế nào lại như thế này? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Thanh Diện, chỉ thấy Lâm Thanh Diện lúc này quanh người quấn quanh từng lớp khí nóng, khí thế trên người anh đang mau chóng tăng lên. Sau mấy cái hô hấp, khí tức của Lâm Thanh Diện đã tăng lên hai đạo tinh quang bắn ra. Sau đó cơ thể của anh đã xuất hiện trước mặt con rối, một trường của anh đẩy con rối ra, túm Quý Trường Thanh ở trên đất, mang ông ta đến một vị trí an toàn. Làm xong những điều này, anh ngoái đầu nhìn sang con rối, trong mắt toàn ra từng đạo sát khí. Dựa vào các người, còn muốn nô dịch chúng ta, thật sự là nằm mơ. Chương 997, uy lực của Trảm Tiên Kiếm. Người thần bí cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, sau khi xác nhận lại, phát hiện cảnh giới của Lâm Thanh Diện vậy mà đã đạt tới hóa cảnh đỉnh phong. Hắn ta nhìn Lâm Thanh Diện giống như nhìn một tên quái vật, lúc đó cảnh giới của Lâm Thanh Diện rõ ràng ngay cả hóa cảnh sơ kỳ cũng chưa đạt tới, chỉ là lực lượng có thể so sánh với hóa cảnh sơ kỳ mà thôi. Nhưng bây giờ sau khi anh đột phá, cảnh giới vậy mà trực tiếp nhảy đến hóa cảnh đỉnh phong. Chuyện này rốt cuộc là như nào? Cho dù ở thương nguyên giới, cũng căn bản không tồn tại loại yêu nghiệt một lần đột phá có nhịp độ lớn như thế. Không phải nói ở trái đất, linh khí sớm đã cạn kiệt, tu luyện đứt đoạn sao, tại sao còn xuất hiện loại biến thái như này? Người thần bí lẩm bẩm nói với chính mình. Một lúc sau, đồng tử của hắn ta bỗng nheo lại, trong đầu nghĩ đến một khả năng. Là huyền công. Chỉ có loại khả năng này, tên nhóc này mới có thể một lần vượt qua quá nhiều cảnh giới như thế. Hắn ta lần này đến trái đất. Tìm kiếm huyền công, chính là một nhiệm vụ trong đó. Ánh mắt của người thần bí nhìn sang Lâm Thanh Diện trở lên nóng bỏng hơn, hắn ta không ngờ thằng nhóc trước mặt này vậy mà thân mang huyền công. Tuy Lâm Thanh Diện sau khi đột phá, thực lực đã đạt tới hóa cảnh đỉnh phong, nhưng với thần cảnh, vẫn có khoảng cách khó lòng vượt qua. Cho nên con rối muốn thu thập Lâm Thanh Diện, vẫn không thành vấn đề. Chỉ cần bắt lấy Lâm Thanh Diện, cho dù nhiệm vụ đến trái đất lần này thất bại, hắn ta cũng không tính phí công. Nếu như có thể mang huyền công về thương nguyên giới, vậy hắn ta đã lập công trước nay chưa từng có trong lịch sử. Hít sâu một hơi,
Người thần bí mau chóng mở miệng quát với con rối, đừng quản lão già đó, mau chóng bắt lấy thằng nhóc đó cho tôi, cậu ta đối với tôi rất quan lâm thanh diện. Hai người trong nháy mắt bắt đầu giao thủ, tốc độ rất nhanh, mắt thường đã không giới này cũng có hơi kinh ngạc, tuy trước đó anh cũng từng suy đoán, bản thân nếu như đột phá, cảnh giới chắc chắn không chỉ đơn giản như hóa cảnh sơ kỳ như thế. Nhưng ngay cả chính anh cũng không ngờ, cảnh giới của anh vậy mà trực tiếp nhảy đến hóa cảnh đỉnh phong. Anh chỉ cần đi về phía trước một bước nữa, bèn có thể đạt tới thần cảnh. Do đó, Lâm Thanh Diện cũng hiểu, thủ bình thường cùng cảnh giới, Lâm Thanh Diện có huyền công, quả thật tương đương có một con át chủ bài. Tuy cảnh giới của Lâm Thanh Diện bây giờ là hóa cảnh đỉnh phong, với thần cảnh có cách biệt rất lớn, nhưng huyền công cung cấp lực lượng siêu việt cho Lâm Thanh Diện, khiến anh miễn cưỡng có thể đánh một trận với con rối. Đương nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân con rối đó vì cùng trận pháp liên hợp mà tạo thành tổn hại cực lớn. Hai người giao đấu mấy trăm chiêu, trên quảng trường có thể nói là vân phong lôi động, điện quang lửa thạch, từng tiếng nổ khiến mọi người nghe mà run rẩy. Sau một kích nữa, Lâm Thanh Diện mau chóng lùi lại phía sau, lồng ngực phập phồng một trận. Lúc này trong tay anh có một thanh đao do huyền kình ngưng tụ mà thành, mô phỏng gần đỉnh phong, Lâm Thanh Diện đã không cần tiếp tục mượn binh khí mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Anh dùng lực lượng huyễn hóa ra thanh đao, uy lực so với Thôn Chính còn kinh khủng hơn. Chẳng qua là vì vừa rồi đột phá, căn cơ còn chưa ổn định, cộng thêm trước đó Lâm Thanh Diện bị trọng thương, tác dụng phụ của bí pháp cũng đã mau chóng xuất hiện, ảnh hưởng đỡ quá lâu. Anh nhìn chằm chằm con rối, mắt nheo lại, anh bắt buộc phải trong thời gian vài phút sau, giải quyết nó, nếu không đến khi đó anh cũng bại trong tay con rối này. Người thần bí nhìn Lâm Thanh Diện cười lạnh một tiếng. Mở miệng nói, thằng nhóc, cho dù cậu thân mang huyền công, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, cậu mau chóng giơ tay chịu trói, tôi còn có sợ rằng không muốn chết ở đây đâu nhỉ. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời của người thần bí, thần sắc ngưng trọng, mở miệng nói, ông biết huyền công. Người thần bí cười he he, mở miệng nói, xem ra quả nhiên tôi đoán là đúng, thằng nhóc, huyền công này của cậu liên quan trọng đại, chỉ cần cậu chịu giao ra, tôi có thể bảo đảm cậu không chết. Hơn nữa còn có thể để cậu ở thương nguyên giới có được tài nguyên tu luyện vô tận. Trong lòng Lâm Thanh Diện suy tư một trận, xem ra anh lúc đầu suy đoán là đúng, huyền công quả nhiên bất phàm, người tự xưng đến từ thương nguyên giới này vậy mà biết sự tồn tại của huyền công, hơn nữa nhìn trông còn khá coi trọng. Có điều anh sẽ không bị lời nói của hắn ta anh không bằng con rối, nhưng muốn giải quyết con rối cũng không phải không thể. Ông tưởng tôi là con rối này của ông, còn không làm gì được tôi. Nói xong, thanh đao trong tay Lâm Thanh Diện biến mất, chuyển thành một thanh kiếm màu đen, chính là Trảm Tiên Kiếm. Sau khi cảnh giới đạt đến hóa cảnh đỉnh phong, thần hồn của Lâm Thanh Diện cũng được nâng cao rất nhiều, vừa đột phá không lâu, Lâm Thanh Diện liền phát hiện, trên Trảm Tiên Kiếm, xuất hiện một chút thay đổi trước nay chưa từng túng Trảm Tiên Kiếm. Dựa vào những ký ức đó, Lâm Thanh Diện có lòng tin, dựa vào Trảm Tiên Kiếm, có thể giải quyết con rối đó. Người thần bí chú ý đến thanh đao biến thành thanh kiếm trong tay Lâm Thanh Diện, có điều hắn ta không để ý, chỉ cho rằng Lâm Thanh Diện là vũ khí huyền hóa bất đồng. Thằng nhóc, cơ hội của cậu chỉ có một lần này, cậu đừng tưởng tôi đang nói biết điều. Người thần bí quát Lâm Thanh Diện một câu. Lâm Thanh Diện không thèm để ý đến lời của hắn ta, mà bay nhanh về phía con rối. Anh đã sắp đến cực hạn rồi, cho nên không thể kéo dài thời gian nữa. Người thần bí thấy Lâm Thanh Diện không có nghe lời của ông ta, sắc mặt cũng trở nên âm trầm hơn nhiều, ra lệnh cho con rối, phế đi tứ chi của cậu ta, giữ trong cơ thể lần nữa dâng lên, hoàn toàn đè ép khí thế trên người Lâm Thanh Diện. Người thần bí thấy Lâm Thanh Diện vẫn muốn phản kháng, cũng hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, thằng nhóc, cậu sẽ hối hận về sự lựa chọn vừa rồi. Lâm Thanh Diện xông đến trước mặt con rối, lực lượng trên tay con rối bùng phát, vỗ vào ngực Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện mau chóng tránh đi, cầm Trảm Tiên lùi lại, định tránh đi. Lúc này trên mặt Lâm Thanh Diện lộ ra một tia gian xảo, sau đó cái tay túm lấy Trảm Tiên Kiếm liền buông ra. Đi! Trảm Tiên Kiếm trực tiếp rời khỏi tay Lâm Thanh Diện, bay về phía con rối. Người thần bí thấy vậy, bật cười một tiếng, cho rằng chút lực lượng này có thể làm một vị cường giả thần cảnh bị thương được sao? Thật là nực cười! Lời của hắn ta vừa trượt. Một cỗ khí tức hoàn toàn đè ép thần cảnh bùng phát, sau đó kiếm mang kinh thiên xuất hiện, hung hăng chém vào người của con rối. Quang mang đó thoáng qua, Trảm Tiên Kiếm trong nháy mắt đã trở lại trong tay Lâm Thanh Diện. Nhìn con rối đó, tự nhiên là bị Trảm Tiên Kiếm chém thành hai nửa.
Chương 998, Hạ Màn. Người thần bí nhìn thấy biến cố bất ngờ xuất hiện, lập tức ngây dại. Điều này sao mà có thể chứ? Đó chính là một cường giả thông huyền cảnh, thế nào lại bị một thằng nhóc trúc cơ đỉnh phong một kiếm chém chết? Điều này hoàn toàn là điều người thần bí không ngờ đến, hắn ta tưởng thực lực của Lâm Thanh Diện cho dù có mạnh nữa, nhiều nhất cũng chỉ khiến con rối bị thương, đâu thể trực tiếp chém con rối thành hai nửa. Lúc này ông ta nghĩ đến lúc trước Lâm Thanh Diện đổi đao thành kiếm, bây giờ xem ra, thanh kiếm mà Lâm Thanh Diện đã đổi tuyệt đối bất phàm. Tuy nhiên lúc này ý thức đến đã muộn rồi, con rối đã chết, hắn ta lại trọng thương, đã không có bất kỳ chỗ ỷ lại nữa, chỉ có thể trở thành cừu non để mặc Lâm Thanh Diện làm thịt. Lâm Thanh Diện thấy con rối đã chết, trong lòng cũng thở thào, sau khi kinh thán trước uy lực của Trảm Tiên Kiếm, anh cũng cảm thấy dưới chân mình lung lay một trận, suýt chút nữa ngã ra đất. Uy lực của Trảm Tiên Kiếm tuy lớn, nhưng công kích giống như vừa rồi, cho dù Lâm Thanh Diện trong trạng thái toàn thịnh cũng chỉ có thể thi triển một lần. Anh vừa rồi có thể thi triển một kích đó, hoàn toàn là anh đã vắt kiệt tiềm lực của mình. Cộng thêm việc thao túng Trảm Tiên Kiếm còn dựa vào thần hồn chi lực, Lâm Thanh Diện sau khi đột phá thần hồn đã được khôi phục nhất định, lúc này mới thành công thi triển ra một kích vừa rồi. Đến lúc này, Lâm Thanh Diện cũng đã đạt tới cực hạn. Chiến đấu lần này tuyệt đối là lần khó khăn nhất mà anh từng trải qua, nếu không phải anh đột phá mang đến lực lượng mới, anh cũng không biết mình hôm nay sẽ có kết cục như nào. Anh đi về phía người thần bí lúc này mặt mày vô cùng tuyệt vọng, hắn ta thế nào cũng không ngờ, hôm nay sẽ rơi vào kết cục như này. Đến trước mặt người thần bí, Lâm Thanh Diện trực tiếp đưa tay, khẽ điểm vào tứ chi của người thần bí, bốn đao quang mang xuất hiện, trực tiếp xuyên qua tứ chi của người thần bí. Thằng nhóc, cậu giết tôi đi, có điều cậu nhớ lấy, cho dù tôi chết rồi, đây cũng tuyệt đối không phải kết. Người thần bí quát Lâm Thanh Diện một câu. Lâm Thanh Diện không có quan tâm đến hắn ta, túm phía trước, đến chỗ Quý Trường Thanh. Quý Trường Thanh lúc này đã hôn mê, Lâm Thanh Diện đưa tay túm lấy cả ông ta, mang hai người này đi ra bên ngoài quảng trường. Quảng trường lúc này đã không có sự ngăn cản của màn sáng màu đen đó, mọi người sau khi phát hiện màn sáng biến mất, đều đã mau chóng rời khỏi. Số lượng lớn thi thể nằm la liệt trên đất, cộng thêm sự tàn phá một địa ngục nhân gian, cho dù lá gan có lớn nữa, cũng không dám tiếp tục ở nơi này. Lâm Thanh Diện cứ như thế kéo người thần bí và Quý Trường Thanh đi về phía trước, anh bắt buộc phải mau chóng rời khỏi đây, nơi này dù gì cũng là địa bàn của nước xa, động tĩnh vừa rồi chắc cũng đã kinh động đến phía quân đội. Người của bên quân đội rất nhanh sẽ tới, nếu lực trắc tuyệt của nước C, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, dù sao đến lúc đó đây có thể là con tin để đàm phán với nước C. Lâm Thanh Diện bây giờ và Quý Trường Thanh điện chủ của chúng thần điện, đối với nước C mà nói tuyệt đối có giá trị không thể đo lường, một khi hai người bọn họ bị bắt, hoặc nước xa vì để kẻ địch của mình giảm đi chuyện hôm nay đều phí công rồi. Nhưng Lâm Thanh Diện đã đến cực hạn rồi, anh thậm chí có hơi nghi ngờ, anh rốt cuộc có thể đi ra khỏi quảng trường này không? Anh chỉ cảm thấy đầu của mình choáng váng một trận, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngã xuống. Khi Lâm Thanh Diện sắp không kiên trì được nữa, một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện ở trước mặt anh. Lâm Thanh Diện, tôi nghe theo tôi đã sống sót. Phi Nhi mặt mày cảm kích nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện mỉm cười với cô ta, nói, mau rời khỏi nơi này đi, lát nữa bên người của quân đội sẽ phong tỏa nơi này, nếu như bọn họ nhìn thấy cô ở đây, sẽ mang cô trở về hỏi chuyện. Phi Nhi mặt mày quan tâm nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, anh bây giờ có phải đã sức cùng rời khỏi nơi này, tôi có thể giúp anh, người của gia tộc chúng tôi có mấy nơi an toàn. Lâm Thanh Diện nhìn cô ta, hỏi, tôi có thể tin tưởng cô không? Phi Nhi nghiêm túc gật đầu, nói, tôi tuyệt đối sẽ không giao anh cho bên quân đội, tôi biết sự lo lắng của anh, tôi sẽ dẫn anh đến một hơi an toàn. Được, vậy chuyện sau đó liền nhờ vào cô rồi. Nói xong, Lâm Thanh Diện cuối cùng cũng không kiên trì được nữa, trực tiếp ngã xuống. Phi Nhi nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Thanh Diện, lộ ra một tia đau lòng, sau đó ra hiệu với người của gia tộc Andre đang chờ ở đằng xa, mấy người đó mau nhanh chóng rời khỏi nơi này. Khoảng mười mấy phút sau, mấy chiếc trực thăng liền bay trên không giữa từng chiếc xe tăng xếp ngay ngắn, mau chóng bao vây xung quanh cả quảng trường. Trên trực thăng, mấy sĩ binh được đào tạo bài bản của nước xa đang nói cười. Cấp trên nói bên quảng trường trung ương có xảy ra tình huống quan trọng, kêu chúng ta lấy trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1 đến đây, nhưng chỉ là một quảng trường, lại có thể xảy ra chuyện quan trọng gì chứ? Tôi thấy bên nước C ở bên này chiến đấu, nghe nói còn xuất hiện thương vong,
không biết tình hình cụ thể như thế nào, có điều chuẩn bị chiến đấu cấp 1, quả thật có hơi nghiêm túc quá rồi. Chiến đấu của người nước C, dùng công phu của bọn họ sao? Tôi nghe nói công phu của nước C, đều là hù trẻ con. Nói xong, mọi người đều cùng bật cười. Không lâu sau, trực thăng dừng ở vị trí người nhìn xuống bên dưới quảng trường, muốn xem trên quảng trường đã có chuyện gì xảy ra. Khi bọn họ nhìn thấy tình hình lúc này trên quảng trường, lập tức ngây ra, có mấy người thậm chí bắt đầu buồn nôn, có hơi không đành lòng nhìn cảnh tượng bên dưới. Chỉ thấy cả quảng trường đã trở thành một đống đổ nát, vô số ổ gà, nết vứt, ai nhìn cũng không khỏi bàng hoàng. Cộng thêm từng mảnh quảng trường trung tâm, giống như luyện ngục nhân gian, khiến tất cả mọi người không thể cười được nữa. Không phải nói chỉ mấy người nước C đang chiến đấu sao? Tại sao, lại là cảnh tượng như này? Thật là quá đáng sợ rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì, những người đó tại sao lại trở thành như thế, số lượng lớn như này, chắc có đến trên 5.000 người. Lẽ nào công phu của nước C thật nơi này giống như vừa trải qua một trận khổ chiến? Ôi trời ơi, nếu như cái này thật sự là do con người gây ra, vậy nước C rốt cuộc mạnh đến trình độ nào? Mọi người đều không dám tin trước cảnh tượng trên quảng trường, cho dù không nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu chân chính, bọn họ cũng đã từ dấu vết trên quảng trường nhìn ra được, trận chiến đó chắc chắn vô cùng dữ dội. Từ ác mộng của sĩ binh nước xa chứng kiến một màn này. Chương 999, nước xa cúi đầu. Một trận chiến ở quảng trường Trung ương, mau chóng thu hút sự coi trọng của các nước. Quảng trường Trung ương bị tàn phá vô cùng thảm, ở đây còn có mấy nghìn cỗ thi thể bị hút cạn sinh cơ, bất luận đặt ở đâu, đều là chuyện lớn ảnh hưởng thế giới. Hơn nữa trận chiến đó xảy ra chưa lâu, trên mạng đã có video từ những người may mắn sống sót dùng điện thoại quay lại vào lúc đó. Tuy vì tránh gây hoang mang dư luận, các nước đều đã khống chế những video này được phát tán, khiến người dân cảm thấy đây chẳng qua chỉ là một tin đồn thất thiệt. Đương nhiên, các lãnh đạo của các nước đều rất rõ, đây là chuyện thật sự đã xảy ra. Các nguyên thủ quốc gia đều căn cứ theo những video được tung ra trên mạng, cùng thông tin từ các cơ quan tình báo của các nước tra được mà mở hội nghị, bàn luận tính nghiêm trọng của chuyện này. Bọn họ từ trong video xác nhận người gây ra cảnh tượng khủng khiếp ở quảng trường Trung ương, chỉ là ba người nước C. Ba người này đều có bản lĩnh thông thiên, dựa vào lực lượng nhục thân, bèn tạo thành lực phá hoại ngang ngửa với một quả bom hạt nhân loại nhỏ. Điều này khiến tất cả mọi người đều có nhận thức mới về võ đạo nước C. Tuy không thể chắc chắn ba người này tại sao lại đánh nhau ở quảng trường Trung ương, nhưng bọn họ có thể chắc chắn, nước C nếu như phái cường giả đến nước của bọn họ như thế, trong tình huống không phòng bị, bọn họ chắc chắn sẽ bị đánh cho không kịp trở tay. Trong lúc nhất thời, các nước xung quanh nước C đều trở lên hơi lo lắng, sợ ngày nào đó nước C gây ra sự bất ngờ cho bọn họ. Dù sao cường giả phái ra khủng khiếp như thế, các nước căn bản không có cách điều tra, bọn họ tóm lại không thể mỗi một người nước C nhập cảnh tiến hành thẩm vấn được. Cường giả như này, tuyệt đối còn cường đại hơn nhiều so với chuyện trực tiếp phóng một tên lửa. Mà nước xa rõ ràng sự thật ở quảng trường Trung ương, càng đối với nước C sinh ra một loại sợ hãi khó tả. Thống soái nước xa thế nào cũng không ngờ người thần bí ông ta vô cùng tin 10 người là vì để đoạt lực lượng sinh cơ của bọn họ. Người hôm đó tham gia bữa tiệc, thần bí lập tức giết mấy nghìn người, đây tương đương với việc đánh thẳng vào nền kinh tế của quốc gia bọn họ, có vô số doanh nghiệp lớn rơi vào tình trạng không người lãnh đạo, cấp dưới chấp đoạt quyền lực. Thống soái của nước xa rất đau lòng, cảm thấy đây là trách nhiệm mà mình sơ ý gây ra, ngày hôm sau, liền từ chức thống soái của mình. Mà trận chiến ở quảng trường trung chính của nước C, bọn họ trước đó vậy mà còn định khiêu khích nước C, bây giờ nghĩ lại thật sự là ngu xuẩn. Chuyện ở quảng trường trung ương ăn một gậy vào đầu, thức tỉnh tất cả quan chức cấp cao của nước xa. Sau khi bọn họ thương nghị thống nhất, cuối cùng quyết định cúi đầu xưng thần với nước C, không những cho nước C vô số chỗ tốt, hơn nữa còn tuyên bố với nước xa, nếu có ai muốn ra tay với nước C, nước xa sẽ lập tức cản ở trước. Kết quả này là điều quan chức cấp cao của nước C không ngờ tới, ngay cả Phương Tôn cũng có hơi kinh ngạc, ông ta không hiểu Lâm Thanh Diện và Quý Trường Thanh chẳng qua chỉ đi bắt một người thần bí, cuối cùng lại khiến nước xa cúi đầu xưng thần, sự kinh hỉ này thật sự quá ông ta cũng không liên lạc được với hai người Lâm Thanh Diện và Quý Trường Thanh, điều này khiến ông ta có hơi khẩn trương. Ông ta vốn tưởng là nước xa đã bắt hai người rồi, còn cố tình đi tìm nước xa đòi người một lần. Nhưng bên nước xa bày tỏ bọn họ lúc đó chạy đến quảng trường Trung ương, trên đất trừ xác khô, không có bất kỳ ai khác, bọn họ cũng không biết nơi khác.
Hơn nữa nếu như bọn họ thật sự bắt được Lâm Thanh Diện và Quý Trường Thanh thì sẽ không chạy đến cúi đầu xưng thần rồi, mà dùng để đe dọa rồi. Phương Tôn cảm thấy bên nước xa nói có hơi đạo lý, nhưng tìm không được hai người Lâm Thanh Diện và Quý Trường Thanh, bọn họ không thể yên tâm được, dù sao hai người này là đại công thần trong chuyện lần này. Hơn nữa chị của Lâm Thanh Diện và Quý Trường Thanh, cho nên hai người bọn họ tuyệt đối không thể có bất kỳ sự mất mát nào. Ông ta đã phái người đi tìm tung tích của hai người, bên phía nước xa cũng bày tỏ sẽ phối hợp, nhất định sẽ trả hai người hoàn chỉnh cho nước C. Nửa tháng sau, ngoại ô thành phố Mers, trong một trang viên tư nhân. Lâm Thanh Diện từ trong phòng đi ra, sắc mặt còn hơi tái, nhìn ra được, thương thế trên người anh vẫn chưa có hồi phục hoàn toàn. Có điều trải qua nửa tháng điều dưỡng, thân thể của anh cơ bản đã không có gì đáng lo ngại nữa, cảnh giới cũng đã vững chắc rồi. Lúc này Quý Trường Thanh nhàn nhã. Trang viên này là trang viên gia tộc Andre chuẩn bị cho Phi Nhi, trong nửa tháng này, thương. Phi Nhi cũng tuân thủ lời hứa ban đầu, không có giao hai bọn họ cho bên quân đội nước C, hơn nữa cho bọn họ hoàn cảnh dưỡng thương rất tốt. Hai người cũng không rõ chuyện xảy ra ở bên ngoài, không biết Phương Tôn đang phái người tìm bọn họ. Lâm Thanh Diện đi đến chỗ Lâm Thanh Diện cách đó không xa, nơi này có một chiếc bàn ghế, anh trực tiếp ngồi trên ghế bên chiếc trong miệng ông ta hỏi được chuyện gì có giá trị không. Lâm Thanh Diện nhìn Quý Trường Thanh hỏi một câu. Người thần bí cũng được Phi Nhi mang đến trang viên này, khoảng thời gian này cũng thông qua một số loại thuốc giữ được tính mạng, Quý Trường Thanh sau khi thương thế phục hồi, liền bắt đầu tiến hành thẩm vấn hắn ta. Ông ta chết rồi, sáng nay đã tắt thở, lúc sống ông ta cũng nhàn nhạt mở miệng. Lâm Thanh Diện sững người, không ngờ người thần bí này vậy mà chết rồi. Có điều tên này ban đầu bị thương thành như thế, còn cho con rối một nửa lực lượng sinh cơ, sau đó lại bị Lâm Thanh Diện phế tứ chi, có thể sống đến bây giờ, đã tính là một kỳ tích rồi. Bây giờ điều có thể chắc chắn là người này đến từ thương nguyên giới, mục đích chính là mở ra một con đường nối liền thương nguyên giới với trái đất, con đường này chỉ có thể để cao thủ trúc cơ đỉnh phong đi qua, trúc cơ đỉnh phong cũng chính là hóa cảnh đỉnh phong. Cho nên ông ta mới dùng cách cướp đoạt tính mạng của người khác để đạt tới thông huyền cảnh, cũng chính là cường giả thần cảnh mà chúng ta nói. Ông ta chết rồi, người của thương nguyên giới sẽ còn bình rồi. Sau khi nói xong, trên mặt Quý Trường Thanh lộ ra một tia cảm khái. Lâm Thanh Diện nhìn Quý Trường Thanh, mở miệng hỏi, thương nguyên giới, rốt cuộc là nơi như nào? Nơi đó không thuộc trái đất sao? Quý Trường Thanh nhìn sang Lâm Thanh Diện, trong mắt lộ ra tia thần bí. Sau đó lẩm bẩm, thay vì nói nơi đó không thuộc trái đất, không bằng nói nơi đó với vũ trụ này, căn bản giới này của chúng ta, mà đây chính là bí mật lớn nhất mà chúng thần điện từ trước đến nay luôn thủ hộ. Chương 1000, tiếp nhận vị trí điện chủ. Nghe thấy lời Quý Trường Thanh nói, Lâm Thanh Diện nhíu mày lại, không ngờ trên thế giới này vẫn còn chuyện huyền diệu như thế. Nơi độc lập với toàn thế giới bên ngoài, Lâm Thanh Diện cũng là lần đầu tiên nghe nói như vậy. Trước mặt chúng ta không hiểu rõ đối với thương nguyên giới, chỉ biết là người nơi đó vô cùng mạnh, thần cảnh, ở thương nguyên giới, cũng chỉ là ngưỡng cửa của cường giả, cách cường giả chân chính còn rất xa. Quý Trường Thanh tiếp tục mở miệng. Lâm Thanh Diện nhanh chóng làm ông ta dừng lại, mở miệng nói, đủ rồi, đây là cơ mật của chúng thần điện, tôi cảm thấy vẫn là ít biết hơn một chút thì tốt hơn. Quý Trường Thanh cười cười, nói cậu đã bị tôi nhận định là sự lựa chọn cho điện chủ chúng thần điện kế nhiệm. Những chuyện này, cậu sớm muộn cũng phải biết. Lâm Thanh Diện lập tức sững sờ, nghi ngờ nói, điện chủ kế nhiệm. Sao tôi lại không biết về chuyện này? Vốn tôi định đợi thực lực cậu mạnh hơn nữa mới nói chuyện này cho cậu, nhưng làm tôi không ngờ được là lần đầu cậu đột phá, thực lực đã lên đến hóa cảnh đỉnh phong, trình độ này, làm điện chủ chúng thần điện, dư giả rồi, cho nên bây giờ nói cho cậu biết cũng không sao. Quý Trường Thanh mở miệng cười. Thật xin lỗi. Tôi không có hứng thú với vị trí điện chủ này, ông vẫn là đi tìm người khác đi. Lâm Thanh Diện trực tiếp từ chối Quý Trường Thanh. Trải qua chuyện lần này, cậu còn cảm thấy mình vẫn có thể tiêu diêu tự tại như trước sao? Quý Trường Thanh nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện hỏi. Nghe thấy câu hỏi của Quý Trường Thanh, Lâm Thanh Diện cũng bất đắc dĩ thở dài. Càng đi vào hiểu rõ thế giới này, Lâm Thanh Diện quả thực phát hiện có rất nhiều chuyện, cũng không phải mình nghĩ thế nào thì là thế đó. Ví dụ như lần này người của thương nguyên giới lẻn vào, Lâm Thanh Diện quả thật có thể ngồi yên không quan tâm, nhưng không phải bởi vì anh ra tay, lần này Quý Trường Thanh rất có thể đã bị giết chết. Mà người thần bí ở thương nguyên giới đó lại mang theo một con rối thần cảnh, làm cho người dân ở thế giới này lầm than. Lúc đó,
vợ con của mình, sao có thể tiếp tục sống cuộc sống bình an. Cho nên dù là vì vợ con mình, anh cũng phải ra tay. Lâm Thanh Diện hiểu tại sao Quý Kế Nhiệm, mặc dù anh không muốn nhận, nhưng đây là sự thật anh không thể từ chối. Thực lực chèo chống một phương, nếu lần này không nhờ cậu, tôi đã chết rồi. Quý Trường Thanh nhìn Lâm Thanh Diện, cho nên tôi quyết định chính thức nhận cậu là điện chủ chúng thần điện. Nói xong, Quý Trường Thanh lấy một tấm lệnh bài trong quần áo mình ra, đưa cho Lâm Thanh Diện. Mặc dù cậu còn rất trẻ, từ lý lịch mà nói thì không có tư cách làm điện chủ, nhưng đã đến bước này, thực còn trầm ổn hơn so với mấy người sống trên trăm năm, cho nên tôi rất yên tâm truyền vị trí điện chủ này cho cậu. Lâm Thanh Diện nhìn tấm lệnh bài trên bàn, vẻ mặt kinh ngạc, mở miệng hỏi, cho dù ông thật sự muốn tôi làm điện chủ chúng thần điện, cũng không cần phải bây giờ đã đưa chức điện chủ cho tôi chứ. Quý Trường Thanh cười cười, nói chuyện này làm tôi có thể hơn nữa một khi xuất hiện tình huống đặc biệt, tôi có lẽ ngay cả mạng cũng không còn, cho nên vẫn sớm giao vị trí điện chủ này ra ngoài. Nghe thấy lời nói của Quý Trường Thanh, Lâm Thanh Diện cũng có chút bất đắc dĩ, anh biết suy nghĩ trong lòng Quý Trường Thanh, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây đúng là sự thật. Cậu yên tâm, bây giờ tôi chỉ là xác minh chuyện này, trước, chỉ cần tôi còn sống, chuyện của chúng thần điện tôi sẽ xử lý giúp cậu, nhưng đợi tôi chết đi, gánh nặng chúng thần điện, đành rơi vào trên người cậu rồi. Quý Trường Thanh lại nói tiếp. Lần này Lâm Thanh Diện không từ chối, mà yên lặng gật nhẹ đầu, nhận chức điện chủ này. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Lâm Thanh Diện rất hiểu đạo lý này, huống chi anh làm những chuyện này, cuộc sống yên ổn, nếu có thể để người khác cũng nhận được lợi, anh đương nhiên sẽ không để ý. Về phần chuyện thương nguyên giới, cậu có thể đợi lần này sau khi chúng ta trở lại chúng thần điện, đến đỉnh núi chỗ tôi ở, tìm một vị tiền bối, ông ấy sẽ giảng rõ mọi chuyện ở thương nguyên giới cho cậu nghe. Quý Trường Thanh mở miệng. Ông không quay về sao? Lâm Thanh Diện mở lối đi này chắc chắn sẽ không biến mất đơn giản, tôi phải tìm ra lối đi này, để tránh quá nhiều người thương nguyên giới đến đây. Quý Trường Thanh trả lời. Lâm Thanh Diện gật nhẹ đây đúng là một chuyện vô cùng quan trọng. Đương nhiên, cậu cũng không cần quá căng thẳng, mở thông đạo không phải là chuyện dễ dàng, người ở thương nguyên giới trong thời gian ngắn lại muốn đến trái đất, là không thể, cậu nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần Thanh lại bổ sung một câu. Tôi biết rồi, Lâm Thanh Diện trịnh trọng trả lời Quý Trường Thanh. Quý Trường cảm giác đem trọng trách trên người giao cho người khác đúng là thoải mái mà, xem ra sau này tôi có thể nhàn nhã một chút rồi. Lâm Thanh Diện liếc ông ta một cái, cũng không nói gì thêm. Lúc này Phi Nhi đội mũi, trong tay xách một cái giỏ, đi về phía bọn họ. Mau đến nếm thử hoa quả tôi vừa hái trong vườn đi, những thứ này đều do tôi tự tay chọn, vô cùng tươi đi qua nếm thử, hơn nữa cũng khen mấy quả này ăn ngon một câu. Phi Nhi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này hẳn là chúng tôi sẽ rời đi. Lâm Thanh Diện vừa ăn hoa quả Phi Nhi hái xuống, vừa nói. Phi Nhi nghe Lâm Thanh Diện nói xong, động tác trong tay lập tức ngừng lại. Vẫn là, phải rời đi sao? Phi Nhi tự lẩm bẩm. Rất cảm ơn cô trong thời gian này cho cô, chỉ cần cô mỗi ngày đúng giờ thực hiện, qua không lâu, cơ thể của cô sẽ giống như người bình thường. Lâm Thanh Diện nói tiếp. Phi Nhi gật nhẹ đầu, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng cô có chút không nỡ để Lâm Thanh Diện rời đi. Mặc dù biết lúc trước Lâm Thanh Diện chịu dạy cô phương pháp hít thở, là vì có thể trà trộn vào trong yến hội, nhưng mà Phi Nhi cảm khác. Nên cảm ơn phải là tôi, tính mạng của tôi là do anh cứu được, tôi làm những chuyện này, đều là nên làm. Phi Nhi trả lời Lâm Thanh Diện một câu. Nhìn dáng vẻ không nỡ của cô gái này, Lâm Thanh Diện cười cười, nói, đừng có mặt ủ mày trao nữa, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, có thể quen biết cô, cũng đã làm người ta rất vui vẻ. Phi Nhi ngẩng gì đó. Cô muốn nói với Lâm Thanh Diện, cô không ngừng muốn quen biết với Lâm Thanh Diện, cô còn muốn đi vào sâu hiểu rõ Lâm Thanh Diện, có một đoạn ký ức khó quen với Lâm Thanh Diện. Nhưng mà cuối cùng cô không mở miệng, bởi vì trong nội tâm cô biết rằng, đây chỉ là vọng tưởng của chính cô mà thôi. Chúc hai người thuận buồm xuôi gió. Phi Nhi mở miệng, trên mặt nở nụ cười giải thoát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1000.